Y đạo quan đồ. Chương 126, đêm trước giao thừa. Trương Dương cũng biết lần đầu sẽ rất đau nên cũng không lấn tới tiếp mà dừng lại một chút, rồi cúi đầu xuống thâm tình hôn môi Tần Thanh. Do quá đau buốt nên đôi môi Tần Thanh cũng run lên nhẹ nhẹ, nàng thở một cách khó nhọc cố gắng chịu đựng cơn đau. Một lúc sau cơn đau dịu đi nàng liền mở miệng hung hãn cắn môi hắn một cái rõ đau. Trong đôi mắt đẹp của nàng đã ngân ngấn chút lệ trong suốt. Trương Dương mím cưới hôn nhẹ nàng một cái nữa. Tần Thanh quặp chân quanh eo hắn nheo mắt thấp giọng hỏi, có phải lâu nay ngươi đã có âm mưu không? Trương Dương ôn nhu trả lời lại, đúng vậy, ta đã có âm mưu từ rất lâu trước đây. Từ ngày đầu tiên gặp ngươi ta đã đợi chờ giây phút này. Ta thích ngươi, thực sự rất thích ngươi. Lúc nào ta cũng mong ước ngươi thành nữ nhân của ta, lúc nào ta cũng mong ước chiếm được cả thân xác lẫn tâm hồn ngươi. Audio điện tử võ tấn bền Tần Thanh cảm nhận rõ cái vật nóng ấm trong cơ thể mình càng lúc càng lớn hơn theo từng câu nói của hắn. Thẳng nhãi này lại hưng phần lên, sắp không kiềm chế nổi nữa. Tần Thanh ôn nhu nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra muôn vàn tình cảm. Làn khói trắng tỏa lên từ mặt đầm khiến khung cảnh trở nên mờ ảo mông lung khó tả tựa như chốn tiên cảnh bồng lai, còn hai cơ thể xích lõa đang triền miên ân ái trên mặt hồ lại chẳng khác gì tiên đồng ngọc nữ trong trồn tiên cảnh đó. Trong sơn cốc vang vọng tiếng nữ nhân rên rỉ sung sướng, hòa lẫn với tiếng nam nhân thở dốc cuồng nhiệt. Càng lúc Tần Thanh càng chủ động hơn, động tác của nàng cũng dần dần phối hợp nhịp nhàng với động tác của Trương Dương. Từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên nàng có cảm giác vui sướng tột cùng đến vậy, lần đầu tiên nàng mới biết thế nào là tư vị của luyến ái, thế nào là một người đàn bà chân chính. Trương Dương dùng cành cây khô dựng làm giá đỡ đơn giản để hông khô quần áo của hai người cái áo bông của Tần Thanh không thể khô ngay được nên nàng đành phải khoác tạm chiếc áo da của An Đức Hằng tặng cho đỡ lạnh. Trải qua ý loạn tình mê Tần Thanh liền tỉnh táo lại, ngay lập tức nàng liền nhận ra Trương Dương là một người có tính chiếm hữu rất cao. Từ lúc An Đức Hằng xuất hiện, thằng nhãi này đã thấy không yên tâm, lúc nào cũng nói bóng gió hay suy nghĩ lung tung. Hắn càng cảm thấp nguy cơ mất thứ hắn thích thì hắn lại càng muốn chiếm giữ lấy thứ đó bằng được, nhất quyết không để kẻ khác tranh đoạt mất. Trương Dương là người thẳng thắn, đương nhiên cũng không che giấu suy nghĩ của Minh, đó là bởi vì ta thấy hắn giống như bọn quỷ lùn Nhật Bản kia. Ta cứ nghĩ hắn, hắn dám có ý nghĩ xấu xa với, ngươi, cho nên, còn lý do lý chấu, vô sỉ. Trương đại quan nhân cũng không nổi giận mà chi vuốt ve mái tóc ướt sủng của Tần Thanh, rồi nhỏ giọng tự nhủ có lúc ta lại nghĩ có nên trang chút say hay đánh thuốc mê ngươi. Tần Thanh trợn tròn hai mắt nhìn lại hắn, ngươi có còn là người nữa không? có xứng đáng là đảng viên đảng Cộng sản hay không? Đảng viên cũng có thất tình lục dục. Tần Thanh, kỳ thực năm mới này ta có một ước muốn. Tần Thanh chăm chú nhìn hắn. Ta ước muốn sớm ngày gỡ bỏ giúp ngươi cái mặt nạ của chủ tịch huyện xuống, giúp ngươi trở lại làm một nữ nhân chân chính. Tần Thanh cùng hiểu ý hắn muốn nói gì, khuôn mặt nàng cùng đỏ ửng lên, thấp giọng mắng, vô si. Nàng cũng biết trong lòng nàng đã coi hắn như nam nhân của mình từ lâu, bằng không sao hôm nay lại cứ thuận theo, cứ để mặc hắn khi dễ mà không phản kháng lại. Nàng chuyển ánh mắt nhìn vệt hồng trên đá sau trận chiến lúc nãy, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng vội vàng vực nước hồ lên kỳ đi vệt máu dính trên đá đó, thế nhưng vệt máu đã khô bắt chặt vào nền đá cứng, dù nàng kỳ thế nào cũng không sạch được. Chuông Dương thấy bộ dạng e thẹn của Tần Thanh, nhịn không được cười lớn hai tiếng. Tần Thanh quay đầu lại trừng mắt quát nhẹ, người còn cười được sao? Đều là ngươi làm hại ta, Trương Dương vỗ vỗ tảng đá giả mặt nghiêng trang nói, sau này ta sẽ cho dựng một bia đá ở ngay chỗ này. Trên mặt viết mấy chữ, bia kỷ niệm tần chủ tịch huyện thất thân ở đây. Hỗn đán, bị hắn trêu chọc, tần thanh nhịn không được cùng cười theo hắn. Miệng thì nói vậy cho vui thôi chứ Trương Dương cũng chẳng muốn thông cáo cho thiên hạ biết chỗ hắn làm chuyện xấu với người ta. Trương Dương dùng sức lật ngửa tảng đá lên, úp mặt chẽn xuống đất. Tảng đá này cũng nặng chừng nửa tấn chứ không ít khẳng định chẳng có ai dỗi hơi đi lật đá lên xem bên dưới có gì. Như vậy thì sẽ chẳng ai khám phá ra bí mật của hai người bọn họ. Mưa tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng, mà hai người bọn họ cùng chẳng thể ở chỗ này cả đời được. Hai người đi dọc theo một khe suối nước nóng đại khái là đang đi về phía thôn Thanh Hà. Tần Thanh bước đi có vẻ khó khăn, Trương Dương thấy thế thân thiết hỏi han, chân vẫn còn đau sao? Tần Thanh lắc lắc đầu, Nàng cúi đầu ngượng ngùng nói, cũng đều là do ngươi làm hại ta cả. Lúc này Trương Dương mới hiểu ra vấn đề, nhịn không được ha hả cười lớn, nam tử hán đại trượng phu giám làm dám làm giám chịu. Được rồi, ta ngu viện xả thân vì Tần chủ tịch huyệt, làm thân châu ngựa cõng nàng về dinh. Lần này Tần Thanh cũng chẳng khách khí như trước, vòng tay ôm chặt cổ hắn, mặt áp sát vào lưng hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp không gì sánh được. Lưng cõng Tần Thanh Trương Dương từng bước từng bước tiêu sái bước đi trên mặt tuyết dày. Cả sơn cốc đều bị tuyết phủ một màu trắng xoa, cảnh vật nơi đây đều không nhận ra rõ ràng nữa, đầu đâu cũng chỉ một màu trắng. Mới đầu Trương Dương còn thấy đỉnh Thanh Vân Phong mà đi theo hướng đó, giờ thì khắp nơi ngập trong tuyết, cây cối che phủ khắp trốn không còn nhìn thấy đằng trước là đâu nữa. Tuy rằng Trương Dương không lo gì về vấn đề thể lực, thế nhưng cứ lang thang mò mẫm trong rừng sâu thế nạp cũng không phải là ý hay nếu không may lại rơi xuống hố hay lọt xuống khe nào nữa thì khỏi cứu. Đen đủi hơn khi di động lại để quên ở nhà, mà điện thoại của Tần Thanh thì vừa hết pin lại bị hỏng, như vậy cùng không có cách gì gọi người tới cứu được. Trôn Dương bắt đầu có chút hối hận, vừa rồi không nên rời khỏi đầm nước nóng mới đúng. Dù sao nhiệt độ nơi đó cũng khá cao, mà hơn hết lúc nào hứng lên lại cùng tiểu Mỹ nữ chủ tịch huyện nạp làm nguyên ương dỡn nước chơi, còn tốt hơn việc lang thang ở trốn rừng sâu ngập tuyết lạnh giá này có mệt lắm không? Tần Thanh ôn nhu quan tâm hỏi. Từ lúc Trương Dương đột phá tuyến phòng ngự cuối cùng của Tần Thanh, nàng ta liền trở nên ôn nhu dịu dàng hơn rất nhiều. Trương Dương lắc lắc đầu cười nói, hình như chúng ta lại lạc đường rồi. Tần Thanh dùng hai tay mình che hai bên tai đang đỏ ửng của hắn nhẹ giọng nói, trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ tránh mưa tu vết thì hơn, trời càng lúc càng lạnh rồi. Trương Dương gật đầu rồi lại dảo bước đi về phía trước đi thêm được nửa tiếng nữa mới tìm được một căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng rộng lớn này. Có lẽ đây là chỗ nghỉ tạm thời của đám thợ săn hay dân đốn gỗ. Cửa gỗ được khóa cẩn thận lại, nhìn ổ khoa đã dỉ xét loang lổ, Trương Dương cũng đoán chừng lâu nay cùng không ai lui tới chỗ này. Trương Dương thả tần thanh xuống, hai tay nắm ổ khóa dùng sức vặn một cái, ổ khóa dễ dàng bị bẻ gấy. Tần thanh nhìn một màn này không khói líu lưỡi, nếu như hắn mà đi làm trộm thì chắc chẳng có nhà nào được yên với hắn mất. Quả nhiên lâu nay cũng chẳng ai tới căn nhà gỗ, bên trong bụi bám dày đặc. Căn nhà cũng chẳng có nhiều đồ đặc gì, chỉ có một chiếc bàn nhỏ với vài cái ghế cùng với chiếc giường ọp ẹp nằm ở góc phòng. Trương Dương lật tấm nệm lên dùng giấy vệ sinh lau lại chiếc giường cho khỏi bụi. Cuộn giấy vệ sinh này là Tần Thanh lấy từ trong xe ô tô lúc rơi xuống vực. Nhìn cuộn giấy vệ sinh trong tay, thằng nhãi này lại nghĩ ra mấy thứ linh tinh rồi lại nở nụ cười ma quái. Người cười cái gì vậy, có phải là ngươi đã sớm nghĩ đến việc hai ta, nên mới lấy cuộn giấy vệ sinh này, có phải không? Thằng nhãi này ngày hôm nay không những đã cướp đi trinh tiết của nàng mà càng lúc lại càng ăn nói bậy bạ hơn. Bị hắn trêu đùa, tần thanh không khỏi đỏ mặt, nàng trừng mắt quát nhẹ, người còn ăn nói bậy bạ thì ta sẽ không nói chuyện với người nữa. Trương Dương cười hề hề, quả nhiên không dám trêu đùa nữa. Trương Dương tìm thấy một chiếc diều nhỏ dưới gầm giường, hắn nhặt chiếc rìu lên rồi quay sang nói với Tần Thanh, người cứ ở trong nhà chờ ta, ta ra ngoài tìm ít củi về đốt sưởi ấm. Tần Thanh nhẹ gật đầu, ôn nhu ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường nhỏ. Dù sao giờ đang ở giữa trốn rừng sâu, nàng cũng không dám cách quá xa Trương Dương. Không lâu sau Trương Dương liền quay lại, trong tay ôm một đống cành cây to nhỏ các loại. Trương Dương lấy bật lửa ra châm lửa đốt đống củi, chẳng may chốc lửa bén vào mấy cành cây khô phát ra tiếng kêu lép bép. Lép bép, nho nhỏ, thỉnh thoảng Trương Dương lại ném một cành cây vào đống lửa để giữ ngọn lửa luôn cháy lớn. Tần Thanh ôm gối ngồi trên giường hai mắt chăm chú nhìn đống lửa cháy đến thất thần. Nàng vẫn đang hồi tường lại những chuyện xảy ra hôm nay ở bên bờ đầm nước nóng. Ngọn lửa cháp lớn nên chẳng mắp chốc nhiệt độ trong căn phòng tăng lên rõ rệt tần thanh tháo búi tóc để mái tóc ướt của mình xóa tung xuống. Nàng bước xuống giường, chậm rãi đến ngồi cạnh đống lửa nhỏ ánh lửa hồng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của tần thanh càng khiến nàng trông kiều diễm khó tả hơn. Trương Dương ngồi ngắm nàng đến si ngốc, hắn thì thầm như tự nhủ với bản thân, người đẹp thật. Tần thanh xấu hổ hơi cúi đầu xuống, rồi đột nhiên nàng nhớ ra chu viện gì liền ngừng đầu lên ánh mắt như cầu xin nói Trương Dương. Người có thể tạm thời không công khai chuyện của hai ta hay không? Thằng nhãi này biết rõ tần thanh đang nói chuyện gì nhưng vẫn mặt dày, ra vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại chuyện gì ấy nhỉ? Tần Thanh đỏ mặt mắng nhẹ, người biết rồi còn giả vờ hỏi lại. Không cần Tần Thanh nhắc, Trương Dương cũng biết chuyện tình cảm của hai người hiện giờ không nên tiết lộ ra ngoài. Dù sao nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì đó chẳng khác gì tiếng xét ngang trời với mấy hồng nhan chi kỷ còn lại, sợ rằng điều đó sẽ làm họ thương tâm. Trương Đại Quan Nhân quyết không làm kẻ hoa tâm mà chi làm người đa tình. Nhưng Trương Dương cũng thấy có chút kỳ quái, vì sao hai người đã tiếp xúc thân mật rồi mà Tần Thanh lại không muốn tiết lộ mối quan hệ của hai người? lẽ nào nàng ta sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của nàng ta? Tần Thanh lại nhỏ giọng nói, hiện giờ ta vẫn còn là chủ tịch huyện Xuân Dương, nếu như quan hệ của chúng ta bị người khác biết, sợ rằng họ sẽ lợi dụng để gây khó dễ cho cả hai. Hơn nữa, Tần Thanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Trương Dương thấp giọng gặng hỏi, hơn nữa làm sao? Tần Thanh nhìn thẳng hai mắt hắn chậm chậm nói, năm đó, ta đã từng thề rằng, cả đời này ta sẽ không lấy bất kỳ ai nữa, bởi vậy ta mới nói chu viện chúng ta sẽ không có kết quả. Trương Dương còn tưởng chu viện gì đáng sợ lắm, nghe vậy không khói mỉm cười nói, tần thanh. Thực ra ta là người có tư tưởng tiến bộ, nên cũng không chú trọng lắm đến mấy cái đơn tử giấy kết hôn kia. Chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau là đủ, cần gì phải quan tâm đến mấy thứ kia. Thằng nhãi này được đã nói ý cốt để che giấu sự đa tình của mình. Dù rằng vẫn còn đang chìm đắm trong tư vị ngọt ngào của tình yêu, thế nhưng Tần Thanh là người sáng suốt lại thông minh, làm sao nàng có thể bị lừa bởi mấy lời dỗ ngọt của hắn được. Nghe hắn nói vậy, Tần Thanh hơi cúi đầu xuống giọng điệu lại có chút u buồn, "Ta biết, người trong lòng ngươi chưa chắc đã là ta. Người có thể đừng nghi ngờ tấm chân tình này của ta nữa được không?" Tần Thanh cười nhẹ trả lời lại, "Trương Dương, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu con người ngươi hát sao?" tuy rằng những hồi ức đau khổ mà hôn nhân đem lại vẫn hiển hiện trong những giấc mơ hàng đêm, nhưng ta vẫn chấp nhân trao cho ngươi. Ta trao cho ngươi không phải vì biết ơn ngươi đã giúp ta không phải để trả ơn người đã xả thân cứu ta cũng không phải vì bị ngươi bỏ bùa mê. Ta trao cho ngươi vì ta thích ngươi, thực lòng yêu ngươi. Nói đến mấy từ cuối âm thanh càng nhỏ dần đi, cả người nàng cũng run lên nhẹ nhẹ. Từng câu từng chữ khiến nội tâm Trương Dương rung động thật sâu. Trương Dương mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn chứa tình cảm nhìn thẳng hai mắt Tần Thanh. Lúc sau Tần Thanh lặng lẽ quay trở lại giường ngồi, Trương Dương ngồi hơ tay một chút nữa cho ấm người rồi mới đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Thanh. Ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa căn nhà gỗ phát ra từng ánh sáng đỏ hồng hắt hiu chiếu sáng cả căn nhà. Bên ngoài tu vết rơi càng lúc càng mạnh, chốc chốc có nghe tiếng vù vù của những cơn gió to thổi qua căn nhà gỗ, rồi tiếng những đống tuyết trên cành cây bị gió thổi rơi xuống. Trương Dương vẫn chăm chú nhìn đống lửa nhỏ giữa nhà, Chầm chậm vòng tay qua sau lưng Tần Thanh kéo nàng ta ôm vào lòng. Tần Thanh ngửa mặt nhìn hắn rồi nàng hơi khép hờ hai mắt lại, miệng khẽ mở ra. Hành động của nàng như khiêu khích, lại như đón chờ Trương Dương. Quá nhiên Trương đại quan nhân nhiệt huyết lại sôi trào, hắn cúi đầu đáp lại sự khiêu khích mời gọi của Tần Thanh bằng một hôn thật sâu. Trương Dương kéo Tần Thanh nằm xuống giường, vừa hôn vừa chậm chậm cởi từng chút quần áo trên người Tần Thanh xuống. Nhìn thân hình trắng nõn không tì vết của Tần Thanh nằm trên giường, Trương Dương cố gắng đè nén dục hoa xuống, vươn người hôn nhẹ nàng một cái rồi mới quỳ xuống giữa hai chân nàng. Tần Thanh khép hờ hai mắt lại, cả người nàng hơi run lên chờ đón tư vị ngọt ngào của luyến ái. Ngọn lửa giữa căn nhà gỗ vẫn cháy bập bùng, ánh lửa như nhuộm đỏ hai thân ảnh xích lõa trên giường. Trước những đợt trùng kích vừa mạnh bạo vừa cuồng nhiệt của Trương Dương, Tần Thanh càng ôm chặt hắn hơn, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên nhẹ như thống khổ lại như thích thú khoái cám độ nóng bỏng dữ dội của cuộc tình phía trên càng lên cao chiếc giường gỗ ọp ẹp bên dưới lại càng rung lắc dữ dội cùng phát ra những tiếng kèo kẹt mới bị thất thân nên hiển nhiên tần thanh không tài nào chịu nổi cuộc sát phạt mãnh liệt của trương dương đột nhiên hai hàng lông mày nàng nhíu chặt lại vẻ mặt nàng vừa toát lên sự thống khổ lại có sự vui sướng tột cùng nàng ườn cong người lên hạ thân thắt chặt lại miệng thét dài một tiếng trương dương dùng sức ôm chặt nàng lại phảng phất như muốn đem hai thân thể hòa tan vào nhau Tần Thanh cũng không nhớ mình ngủ lịm đi từ lúc nào, lúc tỉnh lại mới nhận ra giờ đã là hoàng hôn rồi. Ngọn lửa giữa nhà vẫn đang cháy bập bùng, thế nhưng lại chẳng thấy Trương Dương đâu cả. Nàng giật mình ngồi thẳng dậy giáo giác nhìn quanh tìm kiếm. Tuy rằng nàng vẫn biết hắn sẽ không bỏ mặc nàng ở lại, thế nhưng Thủy chung nàng không tài nào đè nén được cơn sợ hài trong lòng lại. Tần Thanh chỉnh lại quần áo một chút rồi với tay lấy chiếc áo ra ở đầu giường, đi đến giữa nhà sờ sờ thử thấy chiếc áo len đã khô liền mặc vội vào, rồi khoác chiếc áo ra lên. Kéo khóa áo khoác cẩn thận xong Tần Thanh mới mở cửa căn nhà gỗ đi ra bên ngoài tìm Trương Dương. Bên ngoài tuyết vẫn rơi rất nhiều, nàng vừa mở cửa liền bị một cơn gió lạnh ùa vào khiến nàng phải hắt xỉ mấy cái. Tần Thanh cũng không dám đi xa mà chỉ đi loanh quanh căn nhà gỗ, nhìn trời càng lúc càng tối dần mà tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, càng lúc nàng càng cảm thấy lo lắng hơn. Gió lạnh thổi qua các tán lá các thân cây trong rừng tạo thành những tiếng tựa như đám dã thú đang gào thét. Tần Thanh cứ bồn chồn không yên, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy phía trước một thân ảnh vừa đi ra khỏi rừng cây đang đi về hướng này. Suốt cuộc trương dương cũng xuất hiện, trên người hắn bám đầy tuyết trắng xóa, xa xa nhìn lại trông cứ như một người tuyết vậy. Một tay hắn sách thỏ rừng, còn một tay cầm mấy củ khoai lang. Chẳng là vừa rồi hắn tỉnh dậy trước nên tiện thể vào rừng tìm ít đồ ăn. Hai mắt tần thanh cũng đỏ hoe lên, vội vàng chạy tới chỗ hắn rồi nhào vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt hắn giọng nàng nhu sắp phát khóc đến nơi, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ rơi ta rồi chứ. Dù là một cô gái kiên cường rắn giỏi nhưng dù sao Tần Thanh cũng là con gái, cũng có những lúc yếu đuối. Ngày hôm nay, ngay lúc này, nàng không ngần ngại để lộ rõ sự yếu đuối vẫn che giấu nhẫn nhịn bấy lâu nay. Trương Dương mỉm cười nói, nhà đầu mốc này, sao ta có thể bỏ rơi ngươi được cơ chứ? Dù rằng Tần Thanh lớn hơn hắn những 7 tuổi, thế nhưng thằng nhãi này vẫn gọi nàng như gọi em gái mình vậy dù rằng đã tới thời đại nạp khá lâu thế nhưng hắn vẫn có cái quan niệm của thời xưa đã là nữ nhân thì dù có lớn tuổi hơn vẫn bị gọi là em như thường hai người thắm thiết ôm nhau chờ tại căn nhà gỗ nhỏ do không có ai chắt thêm củi vào nên đống lửa đã tắt ngúm từ lâu trương dương rũ rũ đám tu vết bám trên người xuống rồi cúi xuống thổi thổi gầy gầy để lửa cháy lại vất vả lắm lửa mới bùng lên được lúc này trên mặt hắn bám đầy bụi bẩn đen xì Trương Dương lấy con dao nhỏ ra lọc ra thỏ rồi buộc vào hai cành cây nướng trên đồng lửa. Còn đống khoai lang thì Trương Dương vùi thẳng vào đống than đỏ rực bên dưới đống lửa. Chỉ ít phút sau mùi khoai lang nướng thơm nước mũi bay lên, hòa quyện với mùi thơm lừng béo ngậy của thịt thỏ khiến người ta phái nhỏ nước dài. Tần Thanh lặng lẽ ngồi ngắm Trương Dương đến thất thần, mấy bông hoa tuyết phương trên tóc hắn đang tan chảy, từng giọt nước nhỏ chậm rãi chảy dọc theo khuôn mặt kiên nghị mà rắn giỏi của hắn. Trương Dương quay sang cười cười với Tần Thanh, nụ cười của hắn vẫn ấm áp như mùa xuân, hàm răng hắn vẫn trắng bóng đều tăm tắp như thủa ban đầu mới gặp. Hai người bọn họ cũng không ngờ rằng lại cùng nhau đón Tết ở trong sơn cốc, cùng trải qua bạo chuyện, nào là lạc trong rừng, nào là bị trượt xuống đồi, bị lật xe rồi cùng nhau tìm thấy đầm nước nóng. Vừa nguy hiểm lại vừa lãng mạn khó quên. Tần Thanh ôn nhu nói, trước kia lúc còn du học bên Mỹ. Có lần ta đến Canada du lịch thì gặp phải trận bão tuyết lớn, Cuối cùng bị mắc kẹt trong một nhà nghỉ nhỏ trong ba ngày. Mỗi ngày ta đều phải ăn bánh mì cứng như đá với uống nước là cấm chừng. Lúc đó ta mới biết thế nào là cảm giác thực sự đói đến gần chết. Trương Dương cười cười nói: Yên tâm đi, ở cùng ta thì ngươi sẽ chẳng bao giờ phải chịu đói cả. Vừa nói Trương Dương vừa gẩy đám khoai lang nướng đã chín ra. Tần Thanh chờ cho khoai nguội bớt mới dám nhặt lên. Nàng cứ vừa thổi phù phù vừa chuyển củ khoai từ tay nạp sang tay kia cho đỡ nóng vỏ khoai vừa được bóc ra mùi thơm càng nước mũi hơn tần thanh ghé răng cắn một miếng tấm tắc khen khoai lang núi này còn ngon hơn cả bánh mì cứng của canada trương dương ha hả cười lớn tần thanh đưa củ khoai đến trước miệng hắn trương dương liền cắn một miếng lớn vừa nhồm nhòm nhai vừa đùa cợt thực không ngờ nước bọt của tần chủ tịch huyện cũng ngon đến vậy tần thanh đỏ mặt mắng nhẹ sau này chỗ không người ta không cho ngươi gọi như vậy nữa xem ra bữa cơm đầu năm của bọn họ cũng khá linh đình ngoài món khoai lang nướng ra còn món thỏ nướng vàng ruộng thơm lừng nữa. Hai người ăn no căng bụng, thể lực cũng hồi phục lại khá nhiều. Tuy rằng hai người bọn họ vẫn an toàn ở trong căn nhà gỗ này, thế nhưng Tần Thanh cũng biết, lâu như vậy mà không có liên lạc lại chắc rằng người nhà sẽ lo lắng lắm. Lúc Tần Thanh nói ra thì Trương Dương lại chỉ cười cười khoát tay nói, người yên tâm, cùng chẳng ai lo lắng hai ta đâu. Đúng như những gì Trương Dương đoán, quả nhiên những người ở Sơn Trang đều không lo lắng cho hai người bọn họ. Bởi vì lúc đi hai người cũng đều không nói sẽ về ăn cơm chưa, rồi thì đợi đến lúc trời tối, tuyết rơi lại càng nhiều hơn, bởi vậy mà mấy người ở Sơn Trang đều cho rằng hai người bọn họ ở lại thôn Tiểu Kiều để tránh tuyết. Điện thoại của Trương Dương thì Triệu Tĩnh lại đang cầm, Lý Trường Vũ đành phải gọi điện cho Tần Thanh Thế nhưng máy lại báo không liên lạc được. Có lúc Lý Trường Vũ lại cho rằng hẳn hai người bọn họ có vấn đề, không chừng lại rủ nhau trốn ở xó nào nói chuyện yêu đương rồi cũng nên. Ngoài Lý Trường Vũ, An Ngữ Thần cũng có ý nghĩ giống hắn. Lúc nói chu vện với triệu tính, An Ngữ Thần không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng, anh trai ngươi cũng giỏi thật đó, thấy gái đẹp là tót chạy theo ngay, bỏ mặc đám người bọn ta chết dí ở đây. Triệu tính cũng đỏ mặt thấy xấu hổ thay cho anh trai, thấp giọng thanh minh, anh trai ta không phái hạng người như vậy. An Ngữ Thần cười lạnh nói lại ngay, nếu hắn không phải loại người như vậy thì trên đời này sẽ chẳng còn tồn tại loại người như thế nữa xem chừng nàng cũng hiểu khá rõ tính cách cũng như con người trương dương dù rằng mỗi người nghĩ một kiểu thế nhưng lại chẳng có ai nghĩ rằng hai người bọn họ gặp chu vện không may cả dù sao trong mỗi bọn họ ấn tượng của trương dương quá sâu sắc một người mà không việc gì hắn không thể làm được thì sao có thể xảy ra chu vện được chứ lại trải qua một đêm nữa trương dương cùng tần thanh ôm nhau ngủ bọn họ dùng chính hơi ấm của mình để sửa cho nhau, đương nhiên chiếc áo khoác da của An Đức Hằng cũng đóng góp một phần không nhỏ. Nếu như hắn mà biết đồ hắn tặng riêng cho Tần Thanh lại làm chăn huyên ương cho bọn họ thì sợ rằng hắn phải tức đến hộp máu mồm mất. Sáng sớm hôm sau Trương Dương cùng Tần Thanh gần như thức dậy cùng lúc. Đống lửa giữa nhà đã tắt từ lâu, không khí bên trong lại giảm xuống không ít. Trương Dương ngồi dậy, chậm rãi đi ra mở cửa. Ánh dương quang vàng óng liền ùa vào tràn ngập cả căn nhà gỗ sau trận bão tuyết đêm qua khắp trốn lại bị phủ bởi một lớp tuyết dày hơn, những cành cây đều bị tuyết bám một mảng lớn, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm đám tuyết rơi xuống là tả. Tần Thanh cũng theo Trương Dương ra ngoài, giống Trương Dương, nàng cũng ngây ngốc ngắm nhìn cảnh tuyết trắng xóa chan hòa cùng ánh bình minh sáng chói. Bỗng nhiên Trương Dương nở nụ cười rồi chỉ chỉ tay về phía đằng xa. Theo hướng tay hắn chỉ Tần Thanh liền thấy đỉnh Thanh Vân Phong còn cách bọn họ không xa nữa, nói cách khác thôn Thanh Hà cùng ở rất gần đây thôi. Trận gió tuyết hôm qua khiến bọn họ mất phương hướng mà đi lạc trong rừng, nhưng ai biết được tái ông mất ngựa, trong họ lại đắc phúc. Nếu như không phải trận gió tuyết đó, nếu như hai người bọn họ không đi lạc thì sao có thể có một ngạp một đêm lãng mạn sâu lắng đến vậy? Lúc Trương Dương cùng Tần Thanh đi bộ trở về mọi người ai cũng thấy kỳ lạ khó hiểu, thế nhưng cũng không ai có ý chủ động tiến tới hỏi. Trước lúc trở về Trương Dương cùng Tần Thanh đã thông nhất với nhau, chỉ nói là hôm trước do tuyết rơi nhiều nên bị lạc đường rồi không may bị lật xe lao xuống sườn núi, sau đó hai người ở lại qua đêm ở căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Còn cụ thể tình hình thì lại không nói ra, cứ để mặc ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Lúc trở lại Sơn Trang, Tần Thanh lại trở lại làm vị nữ chủ tịch huyện lạnh lùng vô cảm như ngạp xưa, mà Trương Dương cũng không hề nhắc lại chuyện ấy, cũng không tỏ ra bất kỳ điều gì khác thường. Ngoại trừ An Lão còn muốn ở lại thêm vài ngày thì tất cả mọi người đều chuẩn bị xuống núi. Tuy rằng trên núi tuyết phủ khá dày nhưng cũng không che hết cả đường đi lối lại, chỉ cần cẩn thận đi chắc sẽ không việc gì. Trương Dương cùng Triệu Lập Võ mỗi người một xe rời khỏi Sơn Trang, chậm chậm chạy dọc theo con đường cũ, cuối cùng cùng trở lại Xuân Dương. Trên đường đi, Lý Trường Vũ cũng nói cho Tần Thanh biết việc hắn sắp điều Trương Dương về Giang Thành công tác. Tần Thanh cũng không phản đối, dù sao lần trước để hắn đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng đại diện hu viện ở Bắc Kinh, nàng đã bị người ta dị nghị không ít mà hôm qua hai người lại phát sinh cái chuyện đó, nếu cứ ở đây lâu sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra. Mà hơn hết, từ giờ trở đi Tần Thanh cũng biết mình không thể đối xử lạnh nhạt vô tình với hắn như trước kia được, chỉ có để hắn rời Xuân Dương mới là biện pháp tốt nhất hiện nay. Thực ra Lý Chuông Vũ cũng rất coi trọng chuyến hồi hương về thăm quê lần này của An Lão Tiên Sinh, hai hôm trước hắn cùng hai cha con An Lão Tiên Sinh, An Đức Hằng đã nói chu viện qua, bọn họ đã khẳng định sẽ không thay đổi kế hoạch đầu tư dự án xây dựng khu du lịch ở núi Thanh Thai. Sau Tết âm lịch bọn họ sẽ lại tiếp tục rót vốn đầu tư. Thế nhưng để tránh phiền phức sau này, mỗi một khoản tiền đầu tư xe đều được xác minh cùng ghi lại rõ ràng, nếu không có bất kỳ dấu hiệu phi pháp nào mới nhận. Đương nhiên phía An Gia cũng hiểu vì sao bọn họ phải cẩn thận như vậy, nên cùng không phản đối mà đồng tình hợp tác. Còn Trương Dương thì chỉ nghĩ mãi đến cái đầm nước nóng kia, nếu như được chuyển về cục phát triển du lịch thành phố Giang Thành, thì chắc chắn cái đầm nước nóng kia sẽ là chiến tích trọng đại đầu tiên của hắn. Từ trước tới nay thằng nhãi này vẫn canh cánh vấn đề cấp bậc của mình, lúc từ biệt hắn nhịn không được phải hỏi nhỏ Lý Trường Vũ có phải được truyền về cục phát triển du lịch thành phố là cháu sẽ lên chính khoa không? Sao? Lý Trường Vũ gật gật đầu nói, chính xác trăm phần trăm. Tần Thanh đi cùng gia đình Lý Trường Vũ về Giang Thành lúc rời đi nàng còn luyến tiếc quay lại nhìn thoáng qua Trương Dương một cái liền thấy Trương Dương vẫn đứng đó dõi trông nàng từ lâu. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, cả hai đều nở nụ cười hiểu ý nhau. Trận bão tuyết lần này khiến giao thông của Giang Thành bị ách tắc nhiều chỗ. Lý Trường Vũ lái xe cũng không giỏi lắm nên Tần Thanh chủ động nhận trách nhiệm lái xe. Lúc xe đang chạy trên đường, Lý Trường Vũ thấp giọng nói, Tần Thanh, vụ án tham ô của Phùng Ái liên liên quan đến rất nhiều người. Cha ra mới biết công ty bất động sản của Trần Kế Cao cũng dính dáng tới Tần Thanh không khỏi nhíu nhíu mập Từ trước tới nay nàng đã không mấy thiện cảm với gia đình lão Lê Quốc Chính Nói không xa, trước kia con trai hắn, Lê Hảo Huy cùng chính là hung thủ lái xe đâm chết vị hôn phu lý Trấn Dương của nàng Cũng chính từ lúc đó nàng mới đi theo con đường chính trị đến tận bây giờ Chỉ có điều, nếu như Lý Trường Vũ đã nhắc tới chuyện này thì chưa chắc sự việc đã đơn giản như vậy Quả nhiên Lý Trường Vũ chỉ dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, Trần Kế Cao đã có không ít sai phạm trong việc thu mua lại các công ty dược phẩm cũ, mà nhân vật chủ chốt đứng ra móc nối giải quyết sự vụ của hắn lại là Lý Trấn Dương. Nghe thầy ba chữ đó Tần Thanh liền giật mình một cái, nàng không tự chủ được đạp chân ga mạnh thêm. Do mất tay lái nên chiếc xe hơi chạy xiên sang bên phái. Tần Thanh vội vàng điều chỉnh tay lái lại, rõ ràng tâm tình nàng trở lên gấp gáp hơn, hắn thì có liên quan gì tới chuyện này. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, căn cứ tình hình điều tra sơ bộ thì những phi vụ làm ăn bất chính đều do Lý Trấn Dương đảm nhận, khẳng định Lý Trấn Dương nắm trong tác không ít chứng cứ xác thực, mà không chừng những chứng cứ này lại gây bất lợi cho Lê Quốc Chính. Lý Trường Vũ nói ý lấp lửng để Tần Thanh tự hiểu. Nội tâm Tần Thanh trầm hẳn xuống, kỳ thực trước lúc Lý Trấn Dương chết, nàng cũng nhận ra hắn có điều gì đó khó nói giấu nàng. Lẽ nào hắn có những chuyện không dám để ai biết? lẽ nào hắn thực sự dính đến những vụ làm ăn phi pháp lẽ nào cái chết của hắn không phải là do ngoài ý muốn trước mắt tần thanh lại hiện lên cảnh đám cưới hôm đó cảnh người chồng sắp cưới của nàng lý trấn dương mặc một bộ vest tông màu đen trong tay là bó hoa trắng cùng khuôn mặt tươi cười dạng người đang đi về phía nàng thế nhưng đột nhiên một chiếc ô tô lại từ đâu lao tới đâm vào ngồi lý trấn dương hắn tựa như cánh diều đứt đã bị đâm bay cao lên không trung trước mắt nàng cả thế giới như sụp đổ hai mắt nàng tối sầm lại, không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài một màu đỏ tươi bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh. chương 127, Bàn giao công tác Từ sự việc tham ô của vợ là Phùng Ái Liên bị tố cáo, khiến cho rất nhiều sự tình trở nên phức tạp đối với Lê Quốc Chính, hắn biết chuyện này vô phép có thể phiết thanh đi được, cho nên mọi sự hầu như đã không còn nằm trong tầm tay nữa. Từ lúc trước, khi mà đứa con trai tinh thần thất thường hắn đã có chút tin tưởng vào thần Phật, Việc này đối với một đảng viên Đảng Cộng sản thì thực sự là có chút nực cười, bất quá càng tới giờ, sự tin tưởng vào thần Phật của hắn đã gần như trở thành cuồng nhiệt. Sáng sớm mùng 1, hắn đã tới Phổ Vân tự ở Giang Thành dân hương, lặng lẽ quỷ gối lầm bẩm niệm Phật đầy thành kính. Hắn cho rằng chuyện đầu tiên là đứa con trai mắc bệnh về thần kinh, tiếp đó là vợ vì tham ô mà bị bắt, cho tới bây giờ là bản thân bị liên lụy mà phải chút lui khỏi vị trí thị trưởng Giang Thành, liên tiếp những sự kiện đó đều là tội nhiệt từ quá khứ. Bước ra khỏi đại hùng bảo điện, Lê Quốc Chính thở phào nhẹ nhõm một cái tựa hồ vừa giải quyết được rất nhiều điều. Bản thân Lê Quốc Chính xưa nay không phải là một kẻ chỉ biết trốn tránh, đến chùa thắp hương cầu khấn có lẽ chủ yếu là để cho tinh thần thoải mái, bình tĩnh hơn mà thôi. Chỉ có bảo trì được sự bình tĩnh thì mới có thể hóa giải được những áp lực cường đại trước mặt. Hắn cảm giác xung quanh mình tự nhiên như có một tấm lưới vô hình đang bao phủ lấy, muốn giam chặt hắn trong đó. Vừa ra khỏi phổ vân tự thì Lê Quốc Chính nhận được điện thoại, điện thoại là của hứa thường Đức gọi tới, hứa thường Đức nói thẳng vào chủ đề về chuyện sai phạm trong chuyển nhượng đất đai của công ty vi bất động sản. Trong quá trình điều tra Trần Kế Cao đã nói ra có rất nhiều vấn đề liên quan tới bí thư Lý Trấn Dương và đồng chí. Hiện mong muốn đồng chí có thể hợp tác để điều tra. Hứa thường Đức nói rất khách khí thế nhưng trong đó cũng lộ ra một chút uy hiếp, hắn ám chỉ thế nào thì Lê Quốc Chính cũng không thể thoát được căn hệ. Kỳ thực chuyện này không cần hứa Thường Đức nói Lê Quốc Chính cũng biết. Hứa Thường Đức là muốn kiểm tra xem phản ứng của Lê Quốc Chính ra sao. Lê Quốc Chính bình tĩnh nói, hứa chủ tịch chỉ cần gọi thì ta sẽ có mặt phối hợp vô điều kiện với tổ chức. Bất quá trần kế cao này ta không hề có quan hệ gì, có thể là do Lý Trấn Dương phụ trách. Nhưng Lý Trấn Dương đã chết. Khóe môi Lê Quốc Chính nổi lên một tia mỉm cười trào phúng, hứa chủ tịch hiện tại đảm nhiệm cả công tác kỷ ủy sao bất quá Lý Trấn Dương chết đã định án coi như sẽ do bộ phận bên cảnh sát phụ trách. Hứa thường Đức có thể nào không nghe ra trong giọng nói của Lê Quốc Chính đang chào phúng hắn, trong lòng thầm mắng cái con mẹ nó, cái lão cáo giả cố dẫn chi kia cố tình bước ta và ngươi rơi vào cái cảnh kẻ xa cơ mà vẫn phải đấu đá nhau. Lê Quốc Chính thấp giọng nói, mỗi người làm tốt việc của cá nhân mình, ta tin tưởng tổ chức sẽ cho ta một cái kết quả công bình. Phùng Ái Liên bị tổ công tác điều tra lâu như vậy, nhưng vẫn kiên quyết không có đem chuyện này hướng phát triển về chồng Lê Quốc Chính, bản thân bà ta nhận hết các trách nhiệm về mình, hơn nữa cũng không có chứng cứ rõ ràng cho nên, muốn đi qua bà dẫn ra trách nhiệm của Lê Quốc Chính xem chừng không có cửa. Dụng ý của tổ công tác kỷ ủy tỉnh chính là lôi ra kẻ đứng sau Phùng Ái Liên, cho nên bọn họ đương nhiên có đủ kiên nhẫn để điều tra theo hướng khác. Qua điều trần kế cao đang bị song quy, phát hiện ra khi bọn hắn hối lộ cố bí thư Lý Trấn Dương thì có đi qua vợ chồng Lê Quốc Chính. Việc này cũng có thể là do để gặp mặt được Lý Trấn Dương không dễ, để tiện việc liên hệ nên bọn Trấn kế cao mới nhờ qua vợ chồng Lê Quốc Chính, bất qua cái này đầu mối lại tập trung trên Lý Trấn Dương, mà lão thì đã chết cho nên đầu mối này cùng bị nghẽn. Có một điều đó là Trần kế cao một mực chắc chắn chuyện phùng ái liên tham ô, ăn hối lộ. Vơ vét của công đều do Lê Quốc Chính đứng sau chỉ đạo, thậm chí hắn cho rằng chuyện Lý Trấn Dương chết cùng không phải là ngẫu nhiên từ sự kiện thanh thai sơn bắt đầu khiến cho Lý Trường Vũ bị song quy, rồi tới việc Lê Quốc Chính bị liên lụy vì sai phạm của vợ, cho tới bây giờ tất cả các vị trong thượng tầng lãnh đạo Giang Thành đều lo ngay ngáy không biết đến bao giờ xui xẻo sẽ rơi vào đầu mình. Bắt quá hiện tại trong thị ủy Giang Thành vẫn có hai người bình thản, một người là tân nhiệm thị trường tả viên triệu, hắn được lên tiếp nhận vị này của Lê Quốc Chính, có thể nói tiền đồ của hắn là rất tươi sáng. Người còn lại chính là thường vụ phó thị trường Lý Trường Vũ, sau khi bị song quy, trái qua sóng gió thì con đường làm quan của hắn cũng trở lại đúng vị trí cũ, bất quá cả hai có một điểm chung đó là đều là thủ hạ của Cố bí thư. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ vẫn thấp thỏm lo âu từ lúc đó, hắn chỉ mong cơn lốc chính trị này sớm đi qua. Lão đồng học Lý Trường Vũ đến phòng làm việc của hắn, cả hai ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau. Hồng Vĩ Cơ rút ra bao thuốc mời Lý Trường Vũ, sau đó chủ động châm lửa cho hắn. Lý Trường Vũ trêu chọc, Bí thư Thị ủy sao lại chủ động châm lửa cho ta thế này? Hôm nay không biết là có phải mặt trời mọc ngược không a? À? Từ trong ánh mắt của Hồng Vĩ Cơ, Lý Trường Vũ đã cảm thấy được hắn đang bất an. Hồng Vĩ Cơ thở dài nói: Trường Vũ a, à, ta với ngươi là lão đồng học, ở đây cũng không có người ngoài, chúng ta có thể nói chu viện thoải mái với nhau a. À? Lý Trường Vũ yên lặng nhả một hơi khói, xuyên qua màn khói lờ mờ nhìn Hồng Vĩ Cơ. Bằng hữu sao? có đánh chết hắn cũng chẳng tin một kẻ xưa nay vẫn luôn coi bản thân là cấp trên như ông Vĩ Cơ lại coi hắn là bằng hữu. Hồng Vĩ Cơ nói, từ lúc người bị song quỷ, nhưng ta lại không thể giúp đỡ được gì, khiến cho trong lòng có cảm thấy nhiều ái náy. Lý Trường Vũ cười nói, Vĩ Cơ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cán bộ đảng viên như chúng ta trước tên phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, chuyện tình cảm cá nhân nên xếp xuống sau. Trước kia cũng là người đã giúp đỡ ta rất nhiều, nếu không phải có ngươi tiến cử thì làm sao ta có thể ngồi được ở cái ghế này, ta làm sao có thể trách ngươi. Nếu như thật sự ta có sai phạm gì thì ta tin tưởng ngươi cũng không vì tình cảm cá nhân mà giúp đỡ ta, bằng không đó chính là có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân, có lỗi với quốc gia. Hồng Vĩ cơ trịnh trọng gật đầu, trường vũ ngươi có thế như thế khiến ta thực sự an tâm. Lý trường vũ thở dài nói, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia phải được đặt lên đầu kể cả chúng ta là bằng hữu cũng phải lấy nó làm tiền đề hồng vĩ cơ tựa hồ có chút xúc động nói trường vũ ta rất mừng a à. trải qua sóng gió lần này đã chứng minh được ngươi thực sự là một đảng viên gương mẫu một cán bộ tốt của nhân dân hồng vĩ cơ dừng một chút rồi nói tiếp sau này chúng ta cùng nỗ lực cố gắng để đưa giang thành trở thành một trung tâm kinh tế một điểm sáng của tỉnh bình hải hắn cảm khái nói lần này chuyện thanh thai sơn ảnh hưởng tới ngươi nhiều ngôn tại ý ngoại Ý tứ của Hồng Vĩ Cơ là ám chỉ nếu như không có chuyện đó hẳn giờ này Lý Trường Vũ đã là thị trường Giang Thành. Lý Trường Vũ cười nói, đồng chí tả viên triệu so với ta trẻ trung hơn, về nhiều phương diện năng lực cũng hơn ta nhiều, lãnh đạo lựa chọn hắn là chính xác. Nói tới đây, trong lòng hắn cũng không có chút đố kỵ bất bình nào cả, cái này chứng minh trải qua sóng gió vừa rồi, tu vi của Lý Trường Vũ càng thêm thành thục nội liễm. Hồng Vĩ Cơ lại không tin Lý Trường Vũ thực sự nghĩ như vậy, một vị trí mà đáng ra thuộc về mình, tự nhiên xui xẻo bị người khác cướp mất mà lại có thể không bất bình. Hồng Vĩ cơ tự hỏi lẽ nào Lý Trường Vũ thực sự nghĩ vậy? Lý Trường Vũ đem câu chu viện sang hướng khác, nghe nói vụ phùng ái liên xuất hiện tình tiết mới không có lợi cho Lê Quốc Chính. Hồng Vĩ cơ thở dài thấp giọng nói, bản tính con người là như thế, chuyện của Lê Quốc Chính chính là một bài học cho chúng ta, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là một đằng, mặt khác còn phải luôn giám sát và nhắc nhở người nhà, Tuyệt đối không để họ lợi dụng ảnh hưởng của bản thân chúng ta làm chuyện xấu. Thực sự hy vọng đồng chí Lê Quốc Chính không liên quan tới chuyện này. Kỳ thực mặc dù nói thế, nhưng trong lòng Hồng Vĩ Cơ cũng biết, có thể là Lê Quốc Chính không liên quan trực tiếp, thế nhưng tuyệt không có chuyện Lê Quốc Chính lại không biết chút gì về việc làm của vợ sau lưng hắn. Lý Trường Vũ lại nói đến ý tưởng quy hoạch Giang Thành trong tương lai cho Hồng Vĩ Cơ khiến cho Hồng Vĩ Cơ có chút kinh ngạc hắn không dám tin một kẻ vừa mới rút chân ra được từ mấy vùng lầy trong vấn đề phát triển kinh tế này lại lập tức lao vào nó. Hồng Vĩ cơ thấp giọng nói, người cứ thông thả, để trình ý kiến ra thường ủy thảo luận xem. Chiều ngày mùng 3 Tết, Trương Dương đưa ba người nhà An Lào từ Sơn Trang trên Thanh Thai về Giang Thành để nghỉ ngơi, một phần cũng để An Đức Hằng gặp gỡ Lý Trường Vũ cùng Chủ tịch Tần Thanh tiếp tục bàn về vấn đề khai thác du lịch Thanh Thai Sơn. Dựa theo an bài của Lý Trường Vũ, Trương Dương chuẩn bị bàn giao công tác tại văn phòng đại diện huyện tại Bắc Kinh, chuẩn bị về sở du lịch Giang Thành công tác, thủ tục điều động của cán bộ cấp khoa này cũng không có gì phức tạp. Bất quá Trương Dương vẫn còn có sự tình phải tự xử lý tại Bắc Kinh. Trương Dương nguyên bản còn dự định tới Đông Giang gặp cố giai đồng, đồng thời chúc Tết cố bí thư, bất quá thời gian khá gấp gáp nên đành bỏ cái ý niệm đó đi, trực tiếp đáp mắc bay tới Bắc Kinh luôn. Tết âm lịch của Bắc Kinh thời tiết rất giá lạnh, nhiệt độ hầu như lúc nào cũng tầm âm 10 đến 15 độ. Trương đại quan nhân tuy rằng thân thể cường tráng nhưng vẫn phải mặc áo lông dày chống lạnh. Xuống máy bay, Trương Dương bắt taxi đến thẳng văn phòng đại diện Xuân Dước, hắn tối đa chỉ có thể ở đây hết tuần, vì công việc bên kia tuần sau là bắt đầu rồi, cho nên thời gian có chút gấp gáp. Đi tới văn phòng đại diện huyện, lúc này Vu Tiểu Đông cũng đã chỉ huy nhân viên dọn dẹp tương tất đâu vào đấy, mặc dù là thê nhưng nông gia tiểu viện vẫn chưa có kinh doanh mà nghỉ cho tới 15 tháng riêng. Vu Tiểu Đông và một vài nhân viên của văn phòng chưa có gia đình được lựa chọn ở lại trực tại văn phòng trong dịp Tết này, thấy Trương Dương xuất hiện. Vu Tiểu Đông có chút kinh ngạc, Trương chủ nhiệm, người thế nào lên đây sớm vậy? Trương Dương cười nói, ở dưới đó mãi không có việc gì cũng buồn. Cho nên lên sớm một chút, thuận tiện mang chút đặc sản ra hương lên cho mọi người. Phu Tiểu Đông mừng rỡ tiếp hành lý cho Trương Dương, Trương chủ nhiệm, ngươi lên nghỉ ngơi chút đi, ta đi chuẩn bị nước nóng cho. Trương Dương lắc đầu nói, Phu Tỷ, lần này ta lên đây là để bàn giao công tác. Phu Tiểu Đông sửng sốt, nàng còn cho rằng bản thân nghe nhầm, ngươi nói cái gì. Trương Dương cười đáp, cấp trên điều động công tác, tuần sau là ta tới sở du lịch Giang Thành nhận việc rồi. Phu Tiểu Đông nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi, vì sao thế? công tác trên đây đang rất tốt cơ mà. Sao lại điều ngươi sang sở du lịch? Nàng rất nhanh nghĩ tới việc lẽ nào hắn được bổ nhiệm làm giám đốc sở du lịch Giang Thành. Nhưng rất nhanh nàng loại bỏ suy nghĩ này, từ phó khoa nhảy thẳng lên phó sự cơ hồ là không có khả năng. Trương Dương ngồi xuống bàn, Vu Tiểu Đông lấy một ấm trà nóng lên cho hắn. Trương Dương nhấp một ngụm nói, chuyển công tác tới sở du lịch cũng đồng thời được đề thẳng lên một cấp, từ phó khoa lên chính khoa, Vu Tiểu Đông trước kia xuất thân từ sở du lịch Giang Thành cho nên đối với tình huống tại đó tương đối rõ ràng, nàng nói trương chủ nhiệm. Người có thể là không rõ ràng tình huống cho lắm, Giang Thành là một thành phố công nghiệp nặng, vấn đề môi trường và du lịch cực kỳ kém, hàng năm liệu có bao nhiêu người tới mà du lịch chứ? Cái sở du lịch Giang Thành thực chất chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi, ở cái nơi đó tại địa phương chẳng có thực quyền gì cả. Trương Dương không nhịn được nỡ nụ cười, ta là một người đam mê quyền lực lắm sao? Vô Tiểu Đông trong lòng thầm nghĩ ngươi mà không đam mê quyền lực thì còn ai mới là kẻ đam mê quyền lực? Mà chẳng nhẽ có kẻ ra làm quan mà lại không theo đuổi cái gọi là quyền lực sao? Cơ mà nhìn lại trước tới nay, bất cứ cái chỗ nào mà Tiểu Trương chủ nhiệm đi qua thì nơi đó đều rất khởi sắc, một nhân vật trẻ tuổi tài năng như thế, cấp trên cũng không thể để phí hoài tại một chỗ được. Trương Dương lại nói, ta đã đề cử với lãnh đạo huyện ngươi sẽ là tân nhiệm chủ nhiệm văn phòng, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Vu Tiểu Đông trong lòng kinh hỉ vô cùng, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói, Trương chủ nhiệm thực sự là đi sao? Cái văn phòng này khởi sắc được như thế này chính là nhờ một tay ngươi. Bây giờ thiếu ngươi trèo lái, không biết sẽ như thế nào đây? Lời nói này thực sự là xuất phát từ đáy lòng. Trương Dương mỉm cười, Vu Tỷ ở đây mọi công việc đều quán xuyến cả, ta có làm gì đâu. Ta tin tưởng nhất định là ngươi có thể làm tốt. Kỳ thực công tác của văn phòng trước giờ hầu như đúng là toàn Vu Tiểu Đông làm cả, Trương Dương chỉ có phụ trách gặp mặt các lãnh đạo mà thôi. Trước Tết, đêm hôm 30 gọi điện chúc Tết mẹ nuôi La Tuệ chứ. Trương Dương cũng đã thông báo sau Tết sẽ quay về Giang Thành công tác. La Tuệ chữ dặn dò hắn sau Tết nhất định phải lên Bắc Kinh để bà gặp mặt một lần. Lúc gặp La Tuệ chữ mới biết được thời gian Tết hầu như bà đều trực tại trung tâm phục hồi chức năng với Văn Linh. Trương Dương đi tới trung tâm vừa vặn gặp Văn Quốc Quyền. Trương Đại Quan Nhân vấn an Văn Quốc Quyền như bình thường, nhưng sau đó lại tiến tới chỗ la tuệ chữ dập đầu ba cái hành động của hắn khiến cho văn quốc quyền cũng phải ngạc nhiên tiểu tử này không biết là làm cái trò gì trước mặt mình đây la tuệ chữ nở nụ cười trương dương lúc nào cũng trịnh trọng quá a trương dương nói ta khấu đấu với mẹ nuôi của ta là việc kinh thiên địa nghĩa a la tuệ chữ mỉm cười đưa một bao lì xì cho hắn được rồi tâm ý đó ta biết lần sau không cần phải coi trọng lễ nghĩa đó Trương Dương cười nói, cái này là lễ tiết cơ bản nhất, nếu không thì làm sao thể hiện được tâm ý. Hắn quay sang nói với Văn Quốc Quyền, "Văn thúc thúc, thứ lỗi cho ta thiếu lễ phép mà không dập đầu trước ngài a, nhưng mà ta sợ sẽ là vuốt mông ngựa quá." Văn Quốc Quyền không nhịn được bật cười ha hả, "Tiểu tử này đúng là hết sức thú vị." Lão cùng đưa cho Trương Dương một bao lì xì, đều là người một nhà cả, cái gì mà vuốt mông ngựa. Lão cùng đã biết là tuệ chữ nhận Trương Dương là con nuôi nhưng không hề có chút ý kiến phản đối nào. Từ trước đến giờ, Văn Quốc Quyền luôn coi Trương Dương là loại kỳ nhân dị sĩ giang hồ, hơn nữa thực tế là từ khi cứu chữa cho Văn Linh và trở thành ân nhân của gia đình, nhưng thanh niên nạp vẫn không hề lợi dụng lực ảnh hưởng từ việc đó, điều này khiến cho Văn Quốc Quyền thực sự rất thưởng thức. La Tuệ Chữ bảo hai người cứ nói chuyện với nhau, bà đi sang phòng bên cạnh giúp Văn Linh đi lại. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, Trương Dương, Tiểu Linh khang phục rất nhanh a, à xem chừng hai tháng nữa là có thể đi lại được rồi. Trương Dương cười cười, ý chí của Linh Tỷ thực sự là rất kiên cường, người bình thường có lẽ không thể làm được như vậy. Vãn quốc quyền gật đầu, nguyên bản lão đối với Trương Dương cũng rất thưởng thức, nay là tuệ chữ lại nhận hắn là con nuôi, thì coi như người một nhà cũng không có gì sai. Văn quốc quyền hỏi, nghỉ lễ mừng năm mới mà sao ngươi nghỉ ở nhà ít thế? Trương Dương đáp, ta lên Bắc Kinh để bàn giao công tác, Tuần sau sẽ quay trở về Giang Thành nhận công tác mới. Một cán bộ cấp khoa được điều động đối với Văn Quốc Quyền căn bản chẳng có đáng là gì, nhưng đã coi là người trong nhà thì tất sẽ có một sự quan tâm, đương nhiên Văn Quốc Quyền vẫn không tỏ sự quan tâm rõ ràng mà vẫn tận lực ngụy trang quáp về Giang Thành sao. Trương Dương gật đầu, lãnh đạo điều về sở du lịch Giang Thành công tác. Văn Quốc Quyền đối với tình huống ở Giang Thành cũng nắm rõ, ta mà không nhầm thì Giang Thành không phải là một thành phố có du lịch phát triển. Trương Dương nói, chính bởi như thế nên mới để ta tới đó công tác. Văn Quốc quyền bật cười ha hả, lời nói của Trương Dương đã thể hiện rất rõ cái gọi là bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, cái gọi là mạnh dạn đi đầu đối mặt với khó khăn. Lão mỉm cười nói, quốc gia hiện nay đang để sướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, có những cán bộ trẻ trung nhiệt huyết như người đảng ta mới luôn giữ được sức sống mạnh mẽ. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, Trương Dương, người biết một gã cán bộ quốc gia hứng thú với cái gì không? Trương Dương thầm nghĩ hứng thú của một gã cán bộ chẳng phải là quyền lực là địa vị sao. Thế nhưng hắn cũng không dám nói điều đó ra trước mặt văn phó thủ tướng, một người như lão đặt ra câu hỏi như vậy khẳng định câu trả lời sẽ không đơn giản. Văn Quốc Quyền nói cán bộ kỳ thực là một âm từ khởi nguồn từ tiếng Pháp, ngu vên gốc là ý chỉ quan quân, người quản lý nhân viên. Trung Quốc chúng ta thịnh dùng từ này từ sau thời thế chiến 2, hình thành rất nhiều loại như cán bộ đảng, cán bộ hành chính, cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, cán bộ các bộ ban ngành, cán bộ nhà máy xí nghiệp, cán bộ xã, cán bộ trấn. Cán bộ trở thành một cụm người để chỉ những người lãnh đạo không kể ở tại một vị trí nào. Vãn quốc quyền kiên trì giản giải cho Trương Dương một hồi sau đó nhấp một ngụm trà. Lúc này tế bào não của Trương Dương cùng phải hoạt động mạnh hẳn lên, bản thân hắn hiển nhiên cùng là cán bộ cấp khoa. Văn quốc quyền lại nói tiếp, theo tính toán thì Trung Quốc chúng ta có tới khoảng tầm 1.000 vạn cán bộ, là một lực lượng cán bộ lớn nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới, cũng chính là một đội ngũ công bộc lớn nhất. Nhưng đương nhiên không thể tất cả trong số đó đều là những cán bộ ưu tú, những nhân tài xuất sắc, trong đó nhất định là ngư long hỗn tạp, trong cái hoàn cảnh như thế, rất khó để một cán bộ ưu tú có thể thể hiện được tất cả tài năng của mình. Trương Dương, ta nói với ngươi những điều này là để ngươi hiểu một người cán bộ chân chính không phải cái đầu tiên nghĩ đến khi đặt chân lên trên con đường làm quan là chức vị, mà phải là làm được điều gì. Có như vậy mới có thể trở thành một cán bộ tốt. Trương Dương trầm ngâm nghe một hồi, sau đó hắn đáp lại, văn thúc thúc. Ta nghĩ kỳ thực một người muốn quan vị chưa chắc đã là xấu. Văn Quốc quyền mỉm cười nghe Trương Dương nói, có năng lực là một chuyện, nhưng cũng phải có thực lực để thực hiện được năng lực của mình, muốn thể hiện năng lực của mình, muốn làm những việc to lớn hơn, thì cũng phải có một chức vị đủ để thực hiện điều đó. Giả như là văn thúc đây, nếu như ngài là một chủ tịch xã thì làm sao có thể thực hiện được những hoài bão, những việc lớn lao như thế. Văn Quốc Quyền tuy rằng biết Trương Dương ngụy Biện bất quá cũng không phủ nhận rằng hắn nói quả thực là cũng có chút đạo lý, cho nên thành tích chính là một trong những yếu tố để đánh giá cán bộ. Trương Dương nói, ta muốn làm một quan tốt. Vãn Quốc Quyền gật đầu nói, nếu như mỗi người cán bộ đều suy nghĩ được như ngươi thì chúng ta đâu có còn gặp nhiều vấn nạn tham nhũng nền kinh tế của đất nước còn phát triển hơn nhiều La Tuệ Chữ trở lại thấy hai người đang nói chuyện hào hứng không khỏi cười hỏi nói chuyện gì mà vui vẻ vậy Văn Cúc Quyền cười nói Trương Dương sắp về Giang Thành nhận chức ta cùng hắn nói chuyện công việc chút thôi Trương Dương nói Văn Thúc đang dạy dỗ ta làm sao để làm một cán bộ tốt Trương Dương cười nói với La Tuệ Chữ là thăng quan a đề thăng lên là chính khoa. La Tuệ chữ vốn tưởng rằng hắn thăng cấp nhiều, hóa ra chỉ là tăng thêm một bậc, nhưng vẫn mỉm cười chuyện tốt ra. 21 tuổi, mới bước chân vào chính đàn một năm đã đạt đến cấp chính khoa không có nhiều đâu. Với cái tốc độ thăng tiến này lúc 40 tuổi chắc ngươi sẽ ngồi được vào cái ghế của văn thúc thúc đó. Không hổ là mẹ nuôi của trương đại quan nhân, ngay cả bản thân Trương Dương cùng chưa từng dám nghĩ đến điều này. Trương Dương có chút xấu hổ ho khan một tiếng, Văn Quốc Quyền cười ha hả, nếu như cứ làm tốt thì cũng không phải là không có khả năng a. À. Hai người nói chuyện đi a, à, ta qua xem Tiểu Linh một chút. Trương Dương cuống quyết đứng dậy tiến lão ra cửa. Bấp giờ là tuệ chữ mới hỏi hắn rõ ràng chu viện đi nhận chức ở Giang Thành, nghe xong bà nhíu mày nói, nếu như ngươi chưa vừa ý thì ta có thể giúp một chút. Trương Dương thấy là tuệ chữ có chút hiểu nhầm cuống quyết nói, mẹ nuôi ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm a, à, ta không có ý đó. Mà hơn nữa, nếu người ra mặt như thế ảnh hưởng tới mặt mũi của người lắm, với lại cả ta muốn bằng chính năng lực của mình xông pha, tự gây dựng sự nghiệp như thế mới hạnh phúc. La tuệ chữ cười nói, người có cái điểm ấy cùng thật giống với văn thúc lúc còn trẻ, cứ đi lên bằng đôi chân của hắn, tu vệt không dựa vào quan hệ với người khác. Người nếu như đã nói vậy thì ta cũng không quản nữa. Mà cái sở du lịch đó hình như cũng không trọng yếu lắm a. À. Trương Dương tràn ngập tự tin đáp, rất nhanh sẽ trọng yếu thôi thằng nhãi này đối với bản thân phải nói là tràn ngập tự tin, cơ mà nhìn lại thành tích quá khứ của hắn từ ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn từ sở đầu tư huyện Xuân Dương, viện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, tới văn phòng đại diện huyện thì thực sự hắn có đủ tư cách để tự tin như vậy. Là tuệ chữ nói, chờ hai tháng nữa khi thân thể văn linh hồi phục, ta dự định về Bình Hải thăm gia hương, nhân tiện ghé qua Giang Thành xem phong cảnh nơi đó được, người mà tới ta sẽ đưa tới thanh thai sơn ngắm cảnh. Trương đại quan nhận tuyệt không bỏ qua cơ hội quảng cáo về du lịch. Lúc chuẩn bị đi, hắn do dự có nên gặp qua Văn Linh một chút hay không, nghe hộ lý nói Văn Linh đã nghỉ ngơi rồi nên đành thôi, xin phép là tuệ chữ cùng Văn Quốc quyền rồi cáo từ. Trương đại quan nhân là một người ân oán phân minh, kẻ khác kính hắn một thì hắn kính lại một, bất quá kẻ nào đã muốn hãm hại hắn thì hắn quyết không bỏ qua. Ở Bắc Kinh này chỉ có một người Trương Dương cần phái xử lý trước khi rời đi đó chính là Vương Học Hải. Lưu Minh không có khiến cho Trương Dương phải thất vọng, hẳn đã chụp được rất nhiều ảnh của Vương Học Hải quan hệ với cô gái kia, mà ngay cả thân phận cô nàng đó cũng bị điều tra ra. Nàng ta tên là Lâm Ngọc Văn, là chủ một quán ba, mà qua điều tra thì ông chủ chính thức phía sau quán ba đó chính là Vương Học Hải. Trương Dương tỉ mỉ kiểm tra lại tập ảnh, tất cả đều chỉ cao nhất là tới mức hai người ôm nhau, sợ rằng với mức độ này thì chưa thể uy hiếp Vương Học Hải được. Trương Dương thấp giọng hỏi, người chụp lâu như vậy mà không có cái ảnh hôn hít hay trên giường nào sao? Lưu Minh thầm nghĩ bộ người tưởng kẻ nào cũng như người thấy gái là lao vào ôm hôn sao, bắt quá hắn làm sao mà dám nói ra chỉ cười khổ đáp, Vương Học Hải này rất là cẩn thận, ta theo dõi hắn lâu như vậy cũng chỉ thấy cùng lắm là ôm nhau trong ô tô mà thôi. Còn trường hợp ở bên ngoài thì cả hai đều rất giữ bổn phận. Bổn phận, làm trò thì có. Chương 128, nghe trộm và chụp hình. Lưu Minh nói, tính cảnh giác của hắn rất cao, theo như ta để ý thì ngay cả chỗ ở của Lâm Ngọc Vân hắn cũng chưa từng qua bao giờ. Trương Dương rất là thất vọng, hắn nguyên bản trông cậy vào Lưu Minh có thể chụp được những bức ảnh nóng một chút để cho Vương Học Hải một bài học, nhưng xem ra những bức ảnh này giá trị không lớn, đối với một thương nhân như Vương Học Hải, những bức ảnh này nếu coi như là xã giao thân thiết một chút thì cũng là bình thường. Lưu Minh cũng rõ ràng những bức ảnh chụp này đối với Trương Dương hầu như không có chút giá trị nào, hắn có phần xấu hổ nói, cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định chụp được những bức ảnh có giá trị. Trương Dương lắc đầu, không vội, người đưa địa chỉ Lâm Ngọc Văn cho ta. Lưu Minh không quên nhắc nhở Trương Dương, nàng ta ở trong tiểu khu Lâm Vực, chỗ đó bảo an rất cao. Mỗi người ra vào đều có camera theo dõi cùng nhiều thứ thủ tục lằng nhằng, hơn nữa phòng của cô ta là loại kính thủy tinh một chiều, chỉ nhìn được từ bên trong ra mà bên ngoài không thể nhìn vào được. Trương Dương cười khinh thường, đám bảo an vớ vẩn có thể làm khó được hắn sao. Sau khi ly khai khỏi đó không lâu thì Trương Dương nhận được điện thoại của Triệu Quân, Cục Quốc An tin tức cũng thật là nhanh, hắn vừa mới tới Bắc Kinh chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng liên lạc rồi. Đối với cái vị tân thủ trưởng này Trương Dương cũng không có nhiều hảo cám, mà chính xác là bản thân hắn đối với cả cái Cục Quốc An đều không ưa cho lắm. Bất quá, Nhận mỗi tháng mấy trăm tệ tiền lương của người ta thì cùng phái cấp cho người ta một chút mặt mũi. Triệu Quân gọi hắn đi ăn, quá khứ Trương Dương được một cái đồng hồ, sau là hình Triệu Huy cũng chiếu cố một chút cho sinh ý của nhà hàng hắn, đem ra so sánh với vị tân chủ nhiệm mời đi ăn quán vỉa hè này thì thực sự là chênh lệch quá nhiều a. À. Triệu Quân gọi mấy cái giò heo nướng và một chai rượu sái, rót cho mình một chén và Trương Dương một chén trương dương đối với vị tân thủ trưởng lần đầu gặp mặt mà lại tỏ ra keo kiệt như thế có chút không vừa lòng bất quá vẫn khách khí triệu chủ nhiệm hôm nay tìm ta có việc gì a à? triệu quân so với cái kiểu mỉm cười hiền lành của hình thêu huy thì bất đồng nhiều lắm hắn chẳng nói chẳng cười mà đề cập vào chủ đề lần này trở về có gặp an Đức hằng hay không trương dương nâng chén rượu lên uống một hơi cạn hết rồi đáp gặp cùng nhà hắn đón giao thừa luôn có phát hiện thấy điều gì không triệu quân hỏi đầy chờ mong trương dương lắc đầu nói rất bình thường a à, ăn uống rượu chè rảnh thì chơi mạt trượt nói chuyện đầu tư thái thanh sơn lần này có lẽ lão an trí viễn sẽ tiếp tục rót vốn về thanh thai sơn triệu quân hỏi hắn có gặp người nào khác nữa không hay đề cập đến vấn đề gì nữa đại khái như việc bên hồng kông không có suốt mấy ngày đều không nhắc tới một chút gì có liên quan tới hồng kông triệu quân có chút thở dài được rồi mà sao ngươi sớm trở lại như vậy, đáng ra ngươi phải tiếp tục ở lại đó theo dõi hắn mới đúng. Trương Dương nghe hắn nói như vậy có chút bực minh, có nhầm không a? À. Ta là một cán bộ quốc gia, đương nhiên ta phải đặt công việc cấp trên lên hàng đầu, còn việc kiêm một chức vị trong cục quốc an là bí mật, thì làm sao có thể công khai được. Tiện đến đâu thì đến thôi. Người đây là cái thái độ gì thế? Nếu đã gia nhập tổ chức thì người phải có tinh thần trách nhiệm chứ, Trương Dương cười lạnh, nói như ngươi thì ta phải vứt bỏ công việc chính của mình để làm việc các ngươi giao sao, một cái thân phận không đâu vào đâu, sau này ngay cả cơ hội mở mày mở mặt sợ rằng cùng không có. Triệu quân cố gắng nén giận, chúng ta có bức ngươi làm cái việc thương thiên hại lý gì mà ngươi phải làm như ủy khuất lắm. Tụy rằng tiếp xúc với triệu quản không nhiều nhưng cũng nhìn ra triệu quân này thực sự là một kẻ thiếu đầu óc hài hước, nói chu vện với hắn thực sự là bực mình mà. Không thoải mái cho nên Trương Dương muốn đứng dậy cáo từ. Triệu Quân nói: "Đừng vội đi, ta còn chưa biết người chuyển công tác đi đâu a?" À? Sở du lịch Giang Thành. Triệu Quân gật đầu, Sở du lịch Giang Thành chính là đơn vị chủ quản về đầu tư của An Đức Hằng về Thanh Thai Sơn, cũng là chỗ lý tưởng nhất để theo dõi nhất cử nhất động của An Đức Hằng tại quốc nội, càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với công việc làm ăn của An gia. Biểu tình trên mặt hắn hòa hoãn đi rất nhiều, thấp giọng nói: "Trương Dương ta nghĩ chúng ta gặp nhau chưa lâu vẫn còn nhiều cái chưa hiểu nhau sau này mong rằng có thể hợp tác tốt trương dương cười nói là ngươi nói thái độ của ta có vấn đề thôi mà ta cũng chẳng hiểu sao cái lão hình cứ kéo ta vào cho bằng được triệu quân nói hình chủ nhiệm nhìn người rất chuẩn ta tin tưởng hắn trương dương bỗng nhiên nhớ tới việc gì thấp giọng nói với triệu quan ta xem triệu chủ nhiệm a người cứ bảo ta theo dõi an đức hằng như thế nhưng là theo dõi thủ công thì sao được có thiết bị công nghệ hỗ trợ theo dõi nào tốt cấp cho ta, như thế công tác cũng thuận tiện hơn. Triệu quân gật đầu, yêu cầu của Trương Dương cũng là thiết thực không có gì quá đáng, tính tiền xong hắn cùng Trương Dương đi tới chỗ cái xe bus. Triệu quân lấy ra một cái hộp đen, bên trong có một tai nghe không dây nhỏ, và một con chip cực kỳ nhỏ. Đây là loại chip nghe trộm công nghệ cao có khả năng thu âm cực tốt và chu viền âm thanh đi khá xa. Trương Dương kinh hỉ nói, cái này là giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh đó sao? Triệu Quân gật đầu nói, con chip này khi gắn, nhớ gắn vào một vị trí ít khi người ta để ý tới. Bộ thiết bị này giá trị khá là xa xi, si, người ký cho ta một biên lai like a. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, ta kháo, không tới mức phải như vậy chứ? Triệu Quân nghiêm túc nói, những thiết bị này cùng thuộc về khoản chi phí hết, nếu như ngươi sử dụng nó để hoàn thành nhiệm vụ thì không sao. Bất quá nếu sử dụng sai mục 127, nghe trộm cùng chụp hình. Lưu Minh nói, tính cảnh giác của hắn rất cao, theo như ta để ý thì ngay cả chỗ ở của Lâm Ngọc Vân hắn cũng chưa từng qua bao giờ. Trương Dương rất là thất vọng, hắn nguyên bản trông cậy vào Lưu Minh có thể chụp được những bức ảnh nóng một chút để cho Vương Học Hải một bài học, nhưng xem ra những bức ảnh này giá trị không lớn, đối với một thương nhân như Vương Học Hải, những bức ảnh này nếu coi như là xã giao thân thiết một chút thì cũng là bình thường. Lưu Minh cũng rõ ràng những bức ảnh chụp này đối với Trương Dương hầu như không có chút giá trị nào, hắn có phần xấu hổ nói, cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định chụp được những bức ảnh có giá trị. Trương Dương lắc đầu, không vội, người đưa địa chỉ Lâm Ngọc Văn cho ta. Lưu Minh không quên nhắc nhở Trương Dương, nàng ta ở trong tiểu khu lâm vực, chỗ đó bảo an rất cao. Mỗi người ra vào đều có camera theo dõi cùng nhiều thứ thủ tục lằng nhằng, hơn nữa phòng của cô ta là loại kính thủy tinh một chiều, chỉ nhìn được từ bên trong ra mà bên ngoài không thể nhìn vào được. Trương Dương cười khinh thường, đám bảo an vớ vẩn có thể làm khó được hắn sao? Sau khi ly khai khỏi đó không lâu thì Trương Dương nhận được điện thoại của Triệu Quân, Cục Quốc An tin tức cũng thật là nhanh, hắn vừa mới tới Bắc Kinh chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng liên lạc rồi. Đối với cái vị tân thủ trưởng này Trương Dương cũng không có nhiều hảo cám, mà chính xác là bản thân hắn đối với cả cái Cục Quốc An đều không ưa cho lắm. Bất quá, Nhận mỗi tháng mấy trăm tệ tiền lương của người ta thì cùng phái cấp cho người ta một chút mặt mũi. Triệu Quân gọi hắn đi ăn, quá khứ Trương Dương được một cái đồng hồ, sau là hình Triệu Huy cũng chiếu cố một chút cho sinh ý của nhà hàng hắn, đem ra so sánh với vị tân chủ nhiệm mời đi ăn quán vỉa hè này thì thực sự là chênh lệch quá nhiều a. À. Triệu Quân gọi mấy cái giò heo nướng và một chai rượu sái, rót cho mình một chén và Trương Dương một chén. Trương Dương đối với vị tân thủ trưởng lần đầu gặp mặt mà lại tỏ ra keo kiệt như thế có chút không vừa lòng, bất quá vẫn khách khí, triệu chủ nhiệm hôm nay tìm ta có việc gì a? À? Triệu quân so với cái kiểu mỉm cười hiền lành của hình thiêu huy thì bất đồng nhiều lắm, hắn chẳng nói chẳng cười mà đề cập vào chủ đề, lần này trở về có gặp An Đức Hằng hay không. Trương Dương nâng chén rượu lên uống một hơi cạn hết, rồi đáp gặp. Cùng nhà hắn đón giao thừa luôn. Có phát hiện thấy điều gì không? Triệu quân hỏi đầy chờ mong. Trương Dương lắc đầu nói, rất bình thường a, à, ăn uống, rượu chè, rảnh thì chơi mạt chược, nói chuyện đầu tư thái thanh sơn. Lần này có lẽ lão An Chí Viễn sẽ tiếp tục rót vốn về Thanh Thai Sơn. Triệu Quân hỏi, hắn có gặp người nào khác nữa không? Hay đề cập đến vấn đề gì nữa, đại khái như việc bên Hồng Kông? Không có, suốt mấy ngày đều không nhắc tới một chút gì có liên quan tới Hồng Kông. Triệu Quân có chút thở dài, được rồi, mà sao ngươi sớm trở lại như vậy, đáng ra ngươi phải tiếp tục ở lại đó theo dõi hắn mới đúng. Trương Dương nghe hắn nói như vậy có chút bực minh, có nhầm không a? À. Ta là một cán bộ quốc gia, đương nhiên ta phải đặt công việc cấp trên lên hàng đầu, còn việc kiêm một chức vị trong cục quốc an là bí mật, thì làm sao có thể công khai được. Tiện đến đâu thì đến thôi. Người đây là cái thái độ gì thế? Nếu đã gia nhập tổ chức thì người phải có tinh thần trách nhiệm chứ, Trương Dương cười lạnh, nói như ngươi thì ta phải vứt bỏ công việc chính của mình để làm việc các ngươi giao sao, một cái thân phận không đâu vào đâu, sau này ngay cả cơ hội mở mày mở mặt sợ rằng cùng không có. Triệu quân cố gắng nén giận, chúng ta có bức ngươi làm cái việc thương thiên hại lý gì mà ngươi phải làm như ủy khuất lắm. Tụy rằng tiếp xúc với triệu quản không nhiều nhưng cũng nhìn ra triệu quân này thực sự là một kẻ thiếu đầu óc hài hước, nói chu vện với hắn thực sự là bực mình mà. Không thoải mái cho nên Trương Dương muốn đứng dậy cáo từ. Triệu Quân nói, "Đừng vội đi, ta còn chưa biết người chuyển công tác đi đâu a." À? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở du lịch Giang Thành. Triệu Quân gật đầu, Sở du lịch Giang Thành chính là đơn vị chủ quản về đầu tư của An Đức Hằng về Thanh Thai Sơn, cũng là chủ lý tưởng nhất để theo dõi nhất cử nhất động của An Đức Hằng tại quốc nội, càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với công việc làm ăn của An gia biểu tình trên mặt hắn hòa hoãn đi rất nhiều thấp giọng nói trương dương ta nghĩ chúng ta gặp nhau chưa lâu vẫn còn nhiều cái chưa hiểu nhau sau này mong rằng có thể hợp tác tốt trương dương cười nói là ngươi nói thái độ của ta có vấn đề thôi mà ta cũng chẳng hiểu sao cái lão hình cứ kéo ta vào cho bằng được triệu quân nói hình chủ nhiệm nhìn người rất chuẩn ta tin tưởng hắn trương dương bỗng nhiên nhớ tới việc gì thấp giọng nói với triệu quan ta xem triệu chủ nhiệm a Người cứ bảo ta theo dõi An Đức Hằng như thế nhưng là theo dõi thủ công thì sao được. Có thiết bị công nghệ hỗ trợ theo dõi nào tốt cấp cho ta, như thế công tác cũng thuận tiện hơn. Triệu quân gật đầu, yêu cầu của Trương Dương cũng là thiết thực không có gì quá đáng, tính tiền xong hắn cùng Trương Dương đi tới chỗ cái xe bass. Triệu quân lấy ra một cái hộp đen, bên trong có một tai nghe không dây nhỏ và một con chip cực kỳ nhỏ. Đây là loại chip nghe trộm công nghệ cao có khả năng thu âm cực tốt và chu viền âm thanh đi khá xa. Trương Dương kinh hỉ nói, cái này là giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh đó sao? Triệu Quân gật đầu nói, con chip này khi gắn nhớ gắn vào một vị trí ít khi người ta để ý tới. Bộ thiết bị này giá trị khá là xa xỉ, si, người ký cho ta một biên lai like a. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, ta kháo, không tới mức phải như vậy chứ? Triệu Quân nghiêm túc nói, những thiết bị này cùng thuộc về khoản chi phí hết, nếu như ngươi sử dụng nó để hoàn thành nhiệm vụ thì không sao bất quá nếu sử dụng sai mục đích thì ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đương nhiên nếu có hư hao thì cũng phải bồi thường. Ký thì ký, sợ gì chứ? Trương Dương vùng bút ký xuống biên bản mà triệu quân đã thảo. Xong việc rời khỏi chỗ đó, Trương Dương lập tức đi tới tiểu khu lâm vực. Toàn bộ camera theo dõi khu vực tường bao đều vô dụng đối với thân thủ của Trương Đại Quan Nhân. Hắn tiến tới tòa nhà của Lâm Ngọc Vân một cách cực kỳ thuận lợi. Tuy rằng đã là buổi tối nhưng Lâm Ngọc Vân vẫn chưa có trở về nhà, bởi vì bây giờ đang là trời tuyết rất lạnh cho nên mới tầm hơn 10 giờ tối nhưng tất cả các gia đình trong khu đều đã tắt đèn tiến vào mộng đẹp. Trương Dương bám dọc theo ống thoát nước bên cạnh mà leo lên, căn hộ của Lâm Ngọc Vân ở tầng 9, theo lý thuyết thường mà nói thì căn bản chẳng ai có lên leo lên trên đó được, nên cửa ban công của nhà cô ta vẫn để mỡ. Trương Dương tiến vào phòng, dùng đèn pin chiếu trong phòng, Xem xét qua một lượt thấy rằng các trang thiết bị trong căn hộ đều hết sức xa hoa, căn hộ này ước chừng cũng vào khoảng 140 mét vuông. Trương Dương mò mẫm vào trong phòng ngủ của cô ta, đang chuẩn bị gắn con chip nghe trộm xuống dưới gầm giường thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Trong lòng thầm kêu thực sự là quá đen đủi mà, cô ta không về lúc nào lại về ngay cái lúc này, tình huống cấp bách cho nên Trương Dương chỉ có cách chui vào trốn trong gầm giường. Cửa phòng vừa đóng lại đã nghe thấy một giọng nữ nũng nịu, đừng có vội mà để ta bật đèn, nhưng lập tức câu nói bị ngắt lại bởi tiếng hôn nhau. Trương Dương căn bản không nghĩ tới tên Lưu Minh kia rình rập bao nhiêu ngày mà còn không có chộp được, hắn thế nào vừa mới ra tay đã được ngay, cái này thực sự là vận khí a. Không biết nam nhân kia có phải là Vương Học Hải không, từ bên trong gầm giường nhìn ra ngoài, thấy hai đôi chân đang tiến vào, nhưng vì vô ứng cái thành gầm giường mà hắn chỉ có thể thấy được chân của họ thôi nữ nhân thì nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ là chủ nhân của căn hộ lâm ngọc vân. bất quá không biết nam nhân kia đến tột cùng có phải là vương học hải không. nữ nhân hét ra một tiếng chói tai, cả thân hình nàng bị nam nhân kia bế thốc rồi vứt lên giường. trương dương cảm thấy rõ ràng cái đệm trên đầu mình giang giang từng nhịp, trong lòng thầm chửi cái con mẹ nó chứ. đôi cầu nam nữ kia cư nhiên làm cái việc cầu thả ngay trên đầu lão tử. nữ nhân nũng nịu nói, trông người kia, cả thân toàn mùi rượu, đi tắm đi không cần tắm, để mùi rượu dính sang ngồi nàng, ta càng thích thú. Trương Dương nghe giọng nam mà trợn trừng mắt, con mẹ nó, đây đâu phải là giọng của Vương Học Hải, lẽ nào mình mò vào nhầm phòng. Đây căn bản không phải phòng của Lâm Ngọc Văn, thân là cán bộ trong cục quốc an mà ngay cả theo dõi cũng nhầm thế này, chuyện này nếu truyền ra ngoài sợ rằng sẽ bị cười cho thối mũi. Nam tử kia bắt đầu cởi quần áo, vứt xuống đất, vì trong phòng có điều hòa cho nên đương nhiên có chẳng mặc gì cũng không lạnh, chỉ khổ trương đại quan nhân, hắn mặc đầy đủ quần áo đi ngoài trời tuyết, bây giờ thì vô pháp thoát thân, mà càng ngày càng nóng trong người. Nữ nhân bắt đầu kêu lên những thanh âm uống éo, rên rỉ từng hồi theo nhịp rung của cái giường, khiến cho trương đại quan nhân huyết mạch sôi sục nhiệt độ cơ thể tăng cao, con mẹ nó thế này không phải là dày vào người ta sao. Cùng may là nam nhân kia cũng nhanh chóng gác kiếm sau một hồi hành quân, căn phòng chìm vào trong yên lặng, có lẽ cả hai đã chìm vào giấc mộng đẹp có trải qua mới thấu hiển được cái sự khó khăn trong công tác của mỗi điệp viên cục quốc an. Bây giờ có lẽ là cơ hội tốt để đào tàu. Bỗng nam nhân kia gì dầm nói, Ngọc Văn, ta và cái tên họ vương kia ai lợi hại hơn. Trương Dương Cả Kinh, vốn còn tưởng rằng vào nhầm nhà, nguyên lai chính là cô ả lâm Ngọc Văn. Trương Dương nghĩ tới đây thì suýt cười phì ra tiếng, không ngờ cái tên vương học hải kia lén lén lút lút có tiểu tình nhân ở ngoài, rồi mà hóa ra còn bị chính ả tiểu tình nhân ấy cắm sừng, cái này thực sự gọi là báo ưng a. À. Làm Ngọc Phan nói, người bị cái bệnh gì a? À? làm sao cứ phải lôi hắn vào so sánh nhỉ? Nam tử kia ha hả nở nụ cười, vậy là ta lợi hại a. À. Trương đại quan nhân thầm mắng, con mẹ nó, từ nãy tới giờ còn chưa tới 15 phút đồng hồ mà cũng dám nhận lợi hại, thực sự là da mặt quá dày mà. Lâm Ngọc Phan đáp, người ta thực sự là bị ngươi làm cho mê mẩn chết mà. Trương Dương lầm nhầm cô ả nạp thực sự là một ả hồ ly tinh cực giỏi lấy lòng nam nhân. Hai người lầm bầm nói chuyện nửa ngày khiến cho Trương Dương thực sự là khó chịu cực kỳ, lúc nạp thấy nữ nhản kia bước xuống Dương, sỏ dép vào đi ra tắt đèn. Nam nhân lại nói, Ngọc Văn, ta lại muốn, chết đi, Lâm Ngọc Phán quyến rũ cười. Trương Đại Quan Nhân thừa dịp hai người triền miên đợt hai, mon men bỏ từ gầm giường đi ra. Trương Dương lúc này thẩm nghĩ không mang theo cái máy ánh thật là đáng tiếc, Bỗng cái điện thoại của hắn rung rung báo có cuộc gọi, hắn lúc này mới sực nhớ ra chẳng phải cái điện thoại cũng có tính năng chụp ảnh cơ mà, thực sự là đầu đất quá, trước giờ bên người vẫn luôn có máy ảnh mà. Nghĩ tới đập trương đại quan nhân liền lôi điện thoại ra chụp. Hai người kia đang mải mê chính chiến đương nhiên không thể để ý trong bóng tối có một kẻ đang chụp ảnh họ. Lâm Ngọc Văn cùng tên kia đương nhiên không có ngờ sẽ có kẻ từ gầm giường chui ra chụp ảnh họ. Lúc đang dỡ việc thấy có ánh chấp lé lên cả hai mới choáng váng ra. Trương Dương chụp tới cả chục bức ảnh rồi tên kia mới tỉnh người hét lên lao ra chỗ Trương Dương. Thân thủ của Trương đại quan nhân há một tên vớ vẩn có thể càn được, nhấc chân đá nhẹ một cái tên nam nhân kia, Trần chuồng lăn ra đất luôn. Lúc này Trương Dương nghênh ngang bước ra khỏi phòng để lại một câu, "Vương tổng nhờ ta ân cần hỏi thăm các ngươi." Lần này Trương đại quan nhân rời khỏi căn hộ bằng cửa chính. Nam nhân này còn muốn đuổi theo, Lâm Ngọc Văn kéo cánh tay hắn lại, giọng nói, "Đừng đuổi theo." Đừng làm to chuyện." Nam tử này cả giận nói, "Con mẹ nó, thật vô liêm sỉ." Cả hai người trầm mặc xuống, lát sau nam tử kia mới thấp giọng hỏi, "Chuyện này ngươi không biết sao?" Lâm Ngọc Văn lúc này mới minh bạch hắn đang nói cái gì, "Ngươi hoài nghi ta cấu kết với đám kia để hại ngươi sao?" Nam tử không đáp lời mà chỉ cười nhạt. Lâm Ngọc Văn kích động quát lên, "Cút, ngươi cút ngay cho ta, đừng bao giờ gặp lại ta nữa." Trương Dương tâm tình rất thoải mái mà ly khai khỏi, đêm nay có thể nói là có lòng trồng hoa hoa chẳng nỡ, vô tình cắm liếu liếu liền xanh, mặc dù em thấy dùng câu này trả hợp với cái khung cảnh đi rình trông gì cả, cơ mà có điều nguyên bản là tác giả viết như thế tuy rằng không có lắp thành công máy nghe trộm để theo dõi Vương Học Hải, bất quá vẫn chụp được mấy bức ảnh yêu đương vụng trộm của Lâm Ngọc Văn, mặc dù còn chưa biết mấy bức ảnh này có tác dụng gì, bất quá câu nói cuối cùng cũng khiến cho đôi gian phu dâm phụ phải lo ngay ngáy. Giờ là gần nửa đêm nên taxi chạy cũng khá ít, đứng một lúc Trương Dương mới bắt được taxi, bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy, hắn nhìn lại một chút thì ra là sợ yên nhiên, lắc đầu cưỡi khổ không biết là có việc gì tự nhiên lại gọi cho hắn vào đúng cái lúc ấy, suýt nữa thì hỏng cả việc. Gọi lại cho nàng, vừa thấy nàng bắt máy, Trương Dương mỉm cười nói, đã chế vậy còn gọi điện có việc gì thế? Sở yên nhiên sẵn giọng có đến đón ta nhanh không thì bảo, ta sắp đông cứng rồi đây. Hả, ngươi ở đâu? Bắc Kinh. Cái gì? Trương Dương còn tưởng mình nghe nhầm, cô nàng đang ở Tĩnh An, thế nào vèo cái đột ngột xuất hiện ở Bắc Kinh không biết. Hỏi chỗ sở yên nhiên đang đứng rồi vội vàng bảo taxi chạy tới đó. Sở yên nhiên đang đứng ở một nhà hàng Pháp tên là Louis, mặc một chiếc áo lông màu hồng, chân đi một đôi giày thể thao, đứng súi hiệt xoa trong gió tuyết. Trương Dương thấy nàng liền xuống xe tiến tới mỉm cười, giang cánh tay ôm nàng vào lòng, giọng nói tràn ngập yêu thương tới sao không nói với ta một tiếng để ta tới sân bay đón sở yên nhiên chỉ cười không nói lời nào trương dương hiếu kỳ hỏi thế nào đột nhiên lại tới bắc kinh sở yên yên kéo tay hắn vào đại môn nhà hàng trương dương cười nói lạnh thế này sao không vào từ trước mà đứng bên ngoài làm gì sở yên nhiên nhẹ nhàng cắn cắn môi không nói lời nào trương dương kéo nàng đi gần lại một chút một tay quàng qua eo thon của nàng Mặc dù mặc mấy lớp áo dày cộp nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương. Đi vào cửa hàng Pháp, Lễ Tân thấy hai người liền cúi đầu cung kính, "Trương tiên sinh." Trương Dương có chút kinh ngạc, xem chừng là Sở Yên Nhiên đã tới đó trước rồi. Trong nhà hàng không có khách nhân nào khác, chỉ có một cái bàn cạnh cửa sổ đang thắp một ngọn nến cùng một bó hoa tươi. Tuy rằng Trương đại quan nhân cũng đi ăn đồ Tây không ít, nhưng trang trọng thế này thì mới thấy lần đầu, hắn cười nói, "Nhà đầu này Tính ta không quen ăn cơm Tây ngươi biết mà. Sở Yên Nhiên thúc hắn đi tới cái bàn kia, phục vụ đứng cạnh đó lịch sự kê ghế ngồi cho hai người. Trương Dương nhìn Sở Yên Nhiên một chút, trong đầu suy nghĩ một chút, nến với hoa hồng thường thấy trong phim ảnh là cái lúc tỏ tình. Không biết nhà đầu này tự nhiên mò tới Bắc Kinh lại còn bày vẽ ra cái khung cảnh lãng mạn này là gì đây? Sở Yên Nhiên dưới sự giúp đỡ cởi cái áo khoác ngoài, bên trong là một bộ đầm đen dạ hồi dài hở vai và tay bộ đầm đen càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Một vẻ đẹp tương phản như không thuộc về thế gian này hút hồn của người ta. Trương Dương ngây ngốc nhìn mãi mới nuốt nước, nước miếng ngập ngừng nói được một câu chẳng ăn khớp chút nào, à. À, trời lạnh lắm a, à, nên mặc nhiều một chú tổ. Sở yên nhiên nở nụ cười, trong nhà hàng có điều hòa, nhiệt độ cũng khoảng chừng 20 độ, làm gì có lạnh cơ chứ. Nàng không nói gì, đứng dậy tiến tới cây đàng dương cầm ở phía kia nhà hàng, ngồi xuống ghế đặt hai bàn tay lên phím đàn. Mười đầu ngón tắc khẽ động, giai điệu du dương ngọt ngào cũng theo đó mà tuôn chảy. Trương Dương trên phương diện âm nhạc không có nhiều năng khiếu lắm, bất quá hắn thấy bộ dáng sở yên nhiên đánh đàn rất đẹp, mà âm thanh cũng rất êm ta, hắn vẫy vẫy tay với bồi bàn, ta hỏi chút. Viên bồi bàn người Pháp tiến lại. Nàng đàn cái gì thế? Bờ sông Adelaide Lina, tiếng chung của người bồi bàn Pháp này rất tốt. Em chẳng biết cái sông ấy là sông nào cơ mà phiên âm ra nó như thế. Hả, sông gì? Adelaide Lina. Trương Dương nghe chẳng ra đầu ra đuôi lắm, cơ mà sở yên nhiên kết thúc bản nhạc hắn vẫn vỗ tay khen hay. Nhân viên nhà hàng đều hướng ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, tiểu tử này thực sự là không có chút phong độ thân sĩ quý tộc nào cả. Bất quá trôn đại quan nhân cũng chả thèm quan tâm tới đám người ấy nghĩ gì. Sở yên nhiên đứng dậy tiến về phía bàn hai người đang ngồi mỉm cười nói với Trương Dương, Trương Dương biết ngày hôm NAV là ngày mấy không? Trương Dương hết sức khó hiểu lắc đầu, đột nhiên đèn tắt ngúng đi, hắn lầm nhầm ta kháo, đèn điện làm sao thấy nhỉ? Hai gã bồi bàn người pháp đẩy một chiếc bánh ga tô lớn, trên đó là 21 ánh nên nhỏ lung linh tới, đúng lúc này thì chuông điểm không giờ, lúc này bản nhạc mừng sinh nhật nổi lên. Sở yên nhiên cất tiếng hát theo điệu nhạc ấy, lúc này Trương Dương mới nhớ ra hôm này chính là ngạp sinh nhật hắn. Sở yên nhiên không quản ngàn dặm đường xa chạy tới Bắc Kinh tổ chức sinh nhật cho hắn khiến cho hắn vui sướng vô cùng. Một cảm giác xúc động khôn tả xiết dâng lên chặn luôn cả cổ họng hắn khiến hắn ngây ngốc không nói được câu gì. Sở yên nhiên ôn nhu nói, ta sở dĩ làm thế này là vì ta muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Trương Dương trịnh trọng gật đầu, yên nhiên. Có phải rất cảm động hay không? Trương Dương gật đầu. Cảm động đến sắp khóc chưa? trương dương cũng gật đầu vậy sao ta chưa thấy ngươi khóc nhỉ khóc chưa đủ để thể hiện sự cảm động tụ đáy lòng này có lẽ phải lấy thân mà báo đáp mất thôi sở yên nhiên đỏ mặt nói biết ngay mà cái miệng ngươi không bao giờ tử tế được một lúc thổi nến đi trương dương nhắm mắt lại cầu nguyện cái gì đó sau đó thối tắt nến sở yên nhiên chủ động hôn lên má hắn một cái khẽ giọng nói mong ngươi mãi mãi vui vẻ Tiếng violin du dương cất lên vang vọng khắp nhà hàng. Một buổi tối, một không khí tràn đầy lãng mạn. 21 tuổi làm tới cán bộ cấp chính khoa, trong cả nước cũng không thấy nhiều. Trương Dương còn chưa chuyển tới sở du lịch Giang Thành thì tiếng tăm của hắn đã chu vền khắp ngõ ngách, người ta nói rằng cha nuôi của hắn là thường vụ phó thị trường. Vu Tiểu Đông phân tích không sai, Giang Thành không phải là một thành phố phát triển về du lịch, cho nên sở du lịch nơi này chỉ có cái tiếng mà thôi, người ta thắc mắc không hiểu sao với thân phận như thế mà trương dương lại chuyển tới công tác ở một nơi như thế trụ sở của sở du lịch giang thành nằm gần chợ lao động giang thành cách tòa thị chính giang thành hai con phố chợ lao động thực sự là chật trội chỗ này từ lao động phổ thông cho tới những quán hàng tiểu thương đều có cả giao thông khá là hỗn loạn quay về giang thành trương dương mượn chiếc toyota của ngưu vãn cường để đi lại vì dù sao một cán bộ cấp khoa như hắn còn lâu mới đến lúc được đúng xe công từ chợ lao động tới trụ sở sở du lịch Giang Thành khoảng 300 mét, nhưng Trương Dương phải đi mất hơn 10 phút. Đám tiểu thương ở đây bày bán kinh doanh phải nói là cực kỳ vô tổ chức, có khi bày hàng ra cả giữa đường để. Trương Dương vất vả lắm mới chạy xe tới được cổng sở du lịch, nhưng mà ngay cả hai bên cổng của sở cũng có vài gian hàng bày bán. Trương Dương phải bấm còi báo liên tục, mãi tên chủ hàng mập mạp mới tránh ra, nhưng miệng vẫn lầm bầm nói, con mẹ nó, tưởng có cái xe là vinh váo lắm sao chuyện đề cử, thần y ở rể. Nếu là Trương Dương trước kia thì hắn đã xuống xe nện cho tên mập này một trận rồi, bất quá lăn lộn trên quan trường lâu cũng học được thói ẩn nhẫn, huống chi ngày hôm nay vừa mới đến nhận công tác, chẳng nhẽ lại lưu lại một ấn tượng ác liệt cho đồng sự. Hắn đỗ chiếc Toyota cạnh chiếc Santana xanh, chiếc xe nạp hình như là chiếc xe công duy nhất được phân phối cho sở du lịch Giang Thành. Bây giờ là 8 giờ sáng, lúc này mới thấy có 6 người cười xe đạp từ cổng tiến vào. Sở trước giờ chỉ có một chiếc Santana cũ, bây giờ xuất hiện thêm một chiếc Toyota đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác, đương nhiên Trương Dương cũng sẽ trở thành mục tiêu chú ý. Trương Dương đi tới phòng làm việc của vị giám đốc sở, hiện ở sở có một vị giám đốc và ba vị phó giám đốc, vị giám đốc sở kiêm bí thư đảng ủy này năm nay 53 rồi, trước đây từng làm ở cục công thương Giang Thành, nhưng vì một ít sai phạm mà bị điều về sở du lịch này, mặc dù xét về cấp bậc thì vẫn là chính sử thế nhưng thực quyền thì kém xa so với cục trưởng cục công thương. Vị giám đốc sở cổ môn này tuy rằng vết đen lý lịch không lớn, nhưng ở cái tuổi của lão muốn đề thăng nữa thì không còn cơ hội, cho nên bây giờ hắn làm quan kiểu được trăng hay chớ, cũng chẳng quá chuẩn tắc gì, mọi việc cứ phiên phiến là được. Trong ba vị phó giám đốc sở thì về năng lực xuất sắc nhất là vị phụ trách nhân sự cao hưng quý, vị này quản lý nhân sự, tiền lương vì nắm quyền quản lý nhân sự nên mỗi lần tuyển người lão đều tổ chức kiểu thi tuyển khả năng công tác và giao tiếp. Tiểu tử này nổi tiếng là một con quỷ háo sắc, có người nói hắn đã từng có quan hệ với tầm hơn chục cô nhân viên hướng dẫn du lịch của Sở Du lịch Giang Thành. Phó Giám đốc Hồ Quang Hải phụ trách công tác quản lý hành nghiệp, giao tiếp quan hệ với các cơ quan du lịch, các cơ quan phương tiện giao thông hay nhà hàng, phụ trách quản lý các loại hàng hóa phục vụ du lịch cũng như các đơn vị tiêu thụ, với công việc quản lý giám sát này nếu như ở một nơi du lịch phát triển thì thực sự là bận tới bù cả đầu, bất quá ở Giang Thành thì lại khá nhàn nhã, gần như tới mức chẳng có việc gì mà làm. Phó giám đốc còn lại Tương Khánh Thiện phụ trách nghiên cứu phát triển quỹ hoạch tài nguyên du lịch. Ngoài ra sở còn có bốn gã trưởng phòng, cũng là cán bộ cấp khoa như Trương Dương, bất quá về chức danh thì đám này vẫn là cấp trên thực thuộc của Trương Đại Quan Nhân. Một vị đồng cắt danh thuộc quản lý của Phó Giám đốc Hồ Quang Hải, vị đồng cắt danh này là một người vô thế vô tranh, chỉ là một con mọt sách hay uống trà cho ý kiến mà thôi. Đã đúng 8 giờ nhưng giám đốc sở cổ ngôn vẫn chưa có tới phòng làm việc bất quá cửa phòng của hắn vẫn mở rộng. Một gã tầm hơn 20 tuổi đang loay hoay quét dọn, hắn là trợ lý thôi kiệt. Thấy Trương Dương đi vào, hắn bỏ cái chổi trên tay xuống hỏi, tìm giám đốc cổ hả? Trương Dương gật đầu, giám đốc cổ có ở đây không? Thô Kiệt lắc đầu, người có chuyện gì thì nói với ta. Trương Dương cười nói, ta là Trương Dương, tới để nhận công tác. Thôi kiệt nghe thấy cái tên Trương Dương ánh mắt sáng hẳn lên, cuống quyết đi tới, vâng. Thì ra là Trương Trưởng Phòng, nghe đại danh đã lâu mà thực sự không ngờ tuổi còn trẻ thế. Nghe gọi Trưởng Phòng so với gọi là chủ nhiệm hay trưởng khoa thật sự là có chút kêu hơn, bất quá thì vẫn chỉ là một cán bộ chính khoa. Trương Dương thầm suy nghĩ trong đầu thực sự là hư vinh. Trương 129, phi thường đột nhiên một bước ra khỏi cửa lớn của vọng hồ ngự cảnh. Tần Thanh nhìn bầu trời xanh xám, khi chưa đi ra khỏi đây nàng đã quyết định sẽ không trở lại nơi này nữa. Bấm số điện thoại của Trương Dương, sau khi điện thoại được nối, Tần Thanh ôn nhu nói, Trương Dương, em yêu anh. Trương Dương ở đầu dây bên kia rõ ràng là ngây ra, ạc, à, sao đột nhiên em lại muốn nói câu này vậy? Tần Thanh cười dịu dàng, làm việc tốt nhé, buổi chiều em sẽ quay về đến Xuân Dương, không có việc gì thì đừng quấy dậy em. Ừ, biết rồi, nhưng anh cảm thấy em thích anh quấy giày em đấy. Đồ đáng ghét, Tần Thanh trong lòng ngọt ngào gác điện thoại, cô ta vẫy tay bắt một chiếc xe taxi, chui vào trong xe, nói khẽ tòa nhà văn phòng thị ủy. Cô ta vừa mới chui vào xe, còn chưa kịp đóng cửa xe thì một người đàn ông mặc áo màu cho đột nhiên xông vào. Tần Thanh lập tức cảm thấp có chút dị thường, cô ta giơ chân lên đá về phía người đàn ông đó, nhưng lại bị hắn bắt lấy chân, dùng sức đẩy lên ghế, sau đó thì giơ súng lên nhắm vào ngực tần thanh, nói khẽ cô tốt nhất nên thực thảo một chút, có lẽ còn có thể may mắn sống sót đấy. Con mắt đẹp của tần thanh nhìn chằm chằm vào hắn, lúc nạp mới ý thức được, từ khi mình bước vào vọng hồ ngựa cảnh, một mực đều nằm trong sự giám thị của người khác, có ta giấu tay trái ra sau lưng, lén lút ấn nút gọi lại. Người đàn ông đó lạnh lùng nói, chỉ cần cô làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ không làm khó cô đâu. Trương Dương nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó hắn lập tức ngồi đờ ra đó đối phương rõ ràng là đã phát hiện ra hành động lén lút của tần thanh giặt lấy điện thoại tát cho tần thanh một cái gầm lên con sao 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 mày không ngờ lại dám báo tin tiếng hét đau đớn của tần thanh giống như là kim đâm vào tim của trương dương hắn đứng bật dậy gấm lên một cách tức giận mày là ai đối phương cầm điện thoại cười lạnh một tiếng Trương Dương nói tiếp, tao mặc kệ mày là ai, tao cũng mặc kệ phía sau mày có ai. Ta mặc kệ mày ở đâu, chỉ cần mày dám làm tổn thương đến Tần Thanh, mày nhớ kỹ cho ta, tao sẽ tìm thấy mày, ta sẽ khiến mày ngàn đời không được siêu sinh. Người đàn ông đó trầm giọng nói, tao đợi mày tới tìm tao. Nhớ cho kỹ, tao tên là Trương Dương. Điện thoại đã bị dập. Trương Dương hai mắt trợn tròn, giơ tay phải lên đấm mạnh xuống mặt bàn, mặt bàn bằng pha lê lập tức vỡ tan hắn sải bước ra ngoài. Bốn người bọn Chu Hiểu Vân toàn bộ đều nghe thấy động tính vừa rồi, ai ai cũng lo sợ bất an nhìn Trương Dương, khi trường phòng tiểu trương nổi giận, không ai dám bước lên chạm vào cái vảy ngược của hắn cả. Khi Trương Dương bước ra khỏi cửa thang gác, gặp Cao Hưng Quý, phó cục trưởng cục du lịch, thằng cha Cao Hưng Quý này cùng rất hay xen vào việc của người khác, nhìn thấy Trương Dương bước tới chỗ để xe, không nhịn được liền hỏi, tiểu trương, có việc gì thế, còn chưa hết giờ làm mà, ra cửa cùng phải làm thủ tục chứ. Trương đại quan nhân bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt hồ giống như muốn phun lửa, dọa cho cao hưng quý run bắn người. Tiếp theo tiểu trương nghiến răng nghiến lợi nói, không phải việc của mày, cút. Cục du lịch có rất nhiều người đều chứng kiến tình cảnh vương bát chi khí của trưởng phòng tiểu trương bạo phát. Cao hưng quý sau khi bị mắng, mặt hết xanh rồi lại tím, nhưng rõ ràng là bị uy thế của trương dương dọa cho sợ hãi, không ngờ lại không dám lên tiếng xe Toyota chạy ra khỏi cửa lớn của cục du lịch, trên đường vẫn có một sạp quần áo bày ở đó, chủ sạp quần áo nạp hít mắt nằm trên ghế sưởi nắng, đột nhiên phát hiện chiếc xe Toyota đó không những không giảm tốc, ngược lại còn tăng tốc lao về phía mình, dọa cho tên này sợ té sao 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 ra quần, ngã xuống đất rồi vội vàng bỏ dậy lao sang một bên. Khi chiếc xe Toyota đụng bay sạp quần áo, chẹt qua những quần áo đó, tên chủ sạp hàng mới run lẩy bẩy từ dưới đất bỏ dậy, run giọng nói, mày, mày, con mẹ nó, còn có vương phép nữa không hả? Tao, phải báo cảnh sát bắt mày. Đầu tiên, Trương Dương gọi điện cho Điền Khánh Long, Cục trưởng Cục Công an của thành phố Giang Thành. Điền Khánh Long nghe nói Tần Thanh bị người ta bắt cóc thì cũng hơi ngây người. Hắn an ủi, Trương Dương, cậu trước tiên phải bình tĩnh một chút, chủ vệ này cậu đã điều tra rõ ràng chưa? Điện thoại của Tần Thanh không gọi được, tôi nghe thấy có người uy hiếp cô ấy ở trong điện thoại, chính tai tôi nghe thấy người đó uy hiếp cô ấy. Tình tự của Trương Dương gần như là mất đi khống chế, hắn gầm lên. Điền Khánh Long cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong phạm vi thành phố Giang Thành, một vị cán bộ cấp huyện bị người ta bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, đây chính là trọng án rồi. Thân là hình cảnh công tác nhiều năm, hắn trước tiên vẫn khuyên Trương Dương phải bình tĩnh, "Trương Dương, cậu nghĩ kỹ lại tình huống cụ thể đi, Tần Thanh đã đi đâu? Cô ta có nói gì với cậu không?" Trương Dương sáng nay từ sau khi chia tay với Tần Thanh thì trực tiếp tới đơn vị, Tần Thanh kiên chỉ muốn tự mình bắt xe về nhà, nhưng chuyện trước mắt chứng minh rằng cô ta không hề về nhà, trước khi cô ta bị bắt cóc đã gọi điện thoại cho mình, nói với mình rằng em vêu anh. Trương Dương nhếch mép, cố gắng khống chế cảm tình của mình, nói khẽ, điên cục trường, tôi nghĩ Tần Thanh nhất định sẽ gặp nguy hiểm, tôi nghĩ ông hãy dùng tất cả thủ đoạn để mau mau tìm cô ấy về đi. Cậu yên tâm đi, tôi lập tức sẽ điều động lực lượng cảnh sát của toàn thành phố để làm chuyện này. Trương Dương, cậu tốt nhất là tới chỗ tôi đi, tôi muốn biết tường tận tình huống, cậu ngàn vạn lấn đừng xung động. Không đợi Điền Khánh Long nói xong, Trương Dương đã gác điện thoại rồi. Cú điện thoại thứ hai của hắn là gọi cho hình triệu huy, trưởng phòng của bốn phòng cục quốc an. Hình triệu hấp nhận được cú điện thoại này của Trương Dương liền cảm thấy có chút kinh ngạc, dẫu sao thì hiện tại hắn đã không còn là lãnh đạo trực tiếp của Trương Dương nữa. Trương Dương tìm tới hắn sẽ hơi có chút hiểm nghi vượt cấp, có điều hắn lại vẫn rất hân thưởng tên Trương Dương này. Khi hắn biết rằng Trương Dương là muốn nhờ hắn giúp đỡ, suy nghĩ một lát, liền không chút do dự đáp ứng, Trương Dương, loại chuyện này tôi không thích hợp nhúng tay vào một cách đường đường chính chính, có điều tôi có thể thông qua quan hệ cá nhân để giúp đỡ cậu một chút. Cậu tới nhà máy thiết bị điện tử Giang Thành đi, đến tìm thường hạo, hắn là tình báo viên bí mật của Cục Quốc An chúng ta, rất giỏi nghe ngóng và phân tích tư liệu, tôi nghĩ hắn sẽ nhất định sẽ giúp được cậu. Cảm ơn. Chuyện Tần Thanh bị bắt cóc khiến tầng lớp lãnh đạo của cả Giang Thành phải chấn động. Trong cuộc họp thường ủy khuẩn cấp, bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ nổi trận lôi đình. Người bị hắn nhằm vào chính là cơ quan công an do Điền Khánh Long lãnh đạo. Hắn nói năng hùng hồn, lúc tôi mới tới Giang Thành đã nghe nói rằng tình hình chị An ở đây không được tốt. Nhưng tôi không ngờ tình hình chị An lại kém tới mức này. Một vị huyện trưởng của chúng ta không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại bị người ta bắt cóc, chuyện này quả thật là mở đầu toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc, khiến tất cả mọi người đều nhìn vào chúng ta mà cười chê, ảnh hưởng ác liệt trước giờ chưa từng có. Cục công an của các anh đúng là ăn không ngồi rồi mà. Điền Khánh Long cũng ôm đầy một bụng lửa giận, nhưng loại chuyện này quả thật là không biết nói thế nào bây giờ. Tần Thanh biến mất, hơn nữa quả thật là biến mất trong phạm vi quản hạt của hắn, hắn là cục trưởng cục công an nên không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hắn nhếch mép, nói khẽ tôi thừa nhận, trong chuyện này, Ta có trách nhiệm không thể trốn tránh, tôi xin đảm bảo ở trước mặt các thường ủy, trong thời gian ngắn nhất định sẽ phá xong án này, mang tần huyện trưởng Bình An vô sự trở về. Tả viên triệu đại thị trưởng Giang Thành nói, rất nhiều chuyện phải nhìn một cách toàn diện. Tần huyện trưởng trong thời gian công tác ở Xuân Dương liệu có phải đã đắc tội với ai không? Chủ viện này quá đột một, có lẽ có người đã chủ mưu từ lâu. Đợi khi cô ta tới Giang Thành thì mới gây án, quan hệ giữa hắn và Điền Củng Doãn rất không tầm thường. Muốn nghĩ cách cho Điền Khánh Long trốn tránh trách nhiệm, nhưng Tả viên Triệu cũng biết, nếu lần này Tần Thanh thật sự xảy ra chuyện, sợ rằng Điền Khánh Long lần này rất khó thoát khỏi vận mệnh bị kỷ luật. Triệu Dương Lâm, hủ nhiệm hội nghị ban thường ủy đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chậm rãi nói, tôi tuy không phải là cảnh sát, nhưng tôi cũng có thể phân tích ra, bọn bắt cóc bắt người không gì ngoài một loại mục đích nào đó, chẳng lẽ trong tay Tần Thanh nắm một bí mật nào đó không muốn để người ngoài biết ư? Cho nên người khác mới bắt cóc cô ta. Lý Trường Vũ, Phó trưởng Ban tiền tệ thường vụ Giang Thành nói, Điền Cục trưởng có điều tra ra được nơi sau cùng mà Tần Thanh biến mất không? Điền Khánh Long lắc đầu, nói, không. Tần Bạch không biết tin tức chị gái của mình biến mất, cho nên khi Trương Dương nói cho hắn ta biết chuyện này, Tần Bạch ngớ người. Hắn ta quên hết cả cừu hận và sự ghét bỏ đối với Trương Dương, lắp bắp nói, sao? Sao cơ, sốt cuộc là, đã phát sinh chu viện gì rồi? Trương Dương nói, Tần Bạch, Chị cậu bị người ta bắt cóc rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm lại cô ấy, cậu nói cho tôi biết đi, cô ấy trong quá khứ có kẻ thù gì không? Hai ngạp hôm nay cô ấy có biểu hiện dị thường gì không, trừ về nhà ra thì có còn đi đâu nữa không? Tần Bạch cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, một lát sau mới nói, nếu nói có kẻ thù thì kẻ thù đó chính là Lê Hạo Huy, là hắn đã đụng chết anh rể của tôi. Nhưng hắn hiện tại vẫn ở trong bệnh viện tâm thần, chắc không thể nào bắt cóc được chị của tôi đâu. Trương Dương gật đầu, Lê Hảo Huy sống ở trong bệnh viện tâm thần, điều này đã được chứng thực, mấy ngày nay hắn một mực không hề ra ngoài. Tần Bạch đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, chị tôi còn có một căn hộ. Tần Bạch gật đầu khẳng định, ở vọng hồ ngựa cảnh. Năm đó là căn hộ cưới mà anh rể tôi đã chuẩn bị, chị tôi chưa hề tới, khi sửa sang lại thì tôi có tới mấy lần, anh rể của tôi muốn đợi khi kết hôn mới nói cho chị tôi biết, coi như là quà tặng chị ấy. Dẫn tôi đi. Trương Dương và Tần Bạch sau khi lên xe liền phóng về phía Vọng Hồ Ngựa Cảnh. Khi bọn họ tới Vọng Hồ Ngựa Cảnh, vừa nhìn thấy xe cứu hỏa chạy vào trong khu nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Trương Dương và Tần Bạch đồng thời sinh ra dự cảm bất thường, bọn họ khi tới dưới tòa nhà. Trương Dương sắc mặt trắng bệch bước xuống xe, nhìn khói dày cuồn cuộn bốc lên trên lầu, trong lòng hắn lập tức biến thành nặng nề. Tần Bạch sau khi hỏi đội viên đội cứu hỏa, xác định trong phòng không có ai thì hắn mới quay người đi. Nhìn thấy Trương Dương đầu đổ mồ hôi lạnh ngồi trên tảng đá ở ven đường, vẻ mặt khẩn trương tới cực điểm. Trong sát na này, ác cảm của Tần Bạch đối với Trương Dương đột nhiên giảm đi rất nhiều, hắn ta tin rằng sự quan tâm của Trương Dương đối với chị mình tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, hắn ta bước tới nói khẽ trong phòng không có ai. Trương Dương như chút được gánh nặng đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám cháy, nói Tần Bạch, chị cậu nhất định đã tới đây. Tần Bạch gật đầu, nói có lẽ chị ấy phát hiện ra gì đó ở trong phòng, cho nên mới bị người ta bắt cóc, lửa chắc là sau khi chị ấy đi đã đốt lên, có người muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Trương Dương khởi động xe, điện thoại gieo chuông, là Thường Hạo gọi. Thường Hạo thông qua phân tích về tín hiệu của điện thoại di động, đã xác định nơi mà Tần Thanh biến mất chính là trước cửa lớn của vọng hồ ngự cảnh. Trương Dương và Tần Bạch hai người hỏi han từng cửa hàng nhỏ ở gần cửa lớn, nhưng kết quả lại khiến bọn họ thất vọng, không có một ai nhìn thấy cảnh Tần Thanh bị bắt cóc, lúc này đã là chính ngọ. Trương Dương lại liên hệ với Điền Khánh Long, tiến triển ở phía công an còn chậm hơn, khiến Trương Dương dỡ khóc dỡ cười là những gì mà bọn họ điều tra được toàn bộ đều là những tiểu tiết dâu ria không liên quan gì tới vụ án. Ví dụ như tối qua Tần Thanh cùng ăn cơm với hắn, cùng hắn đi tới đâu, vân vân. Điền Khánh Long khi nói ra những chuyện này thì không hề có tâm cảnh trêu đùa Trương Dương làm gì, hiện tại thị ủy tạo cho hắn áp lực rất lớn. Tần Thanh đã mất tích 4 tiếng rồi, thời gian càng dài thì nguy hiểm cũng càng lớn. Khi Trương Dương gọi điện thoại, Tần Bạch chú ý tới một người ăn xin đang lục lọi đống rác, người ăn xin đó giống như là phát hiện ra một báu vật, từ trong đống rác moi ra một chiếc điện thoại di động, vui vẻ vô cùng cầm lên ngắm nghía. Tần Bạch trợn trừng mắt, hắn ta chạy nhanh lên trước, nắm lấy tay tên ăn xin đó, cướp điện thoại lại. Tên ăn xin đầu bù răng bữa đó khó khăn lắm mới có được báu vật này, Há lại cam tâm để người ta cướp đi, huống chi Tần Bạch chỉ mặc thường phục, không có sự uy hiếp gì đối với hắn cả, hắn nghe nhanh múa vuốt lao về phía Tần Bạch. Trương đại quan nhân đã kịp thời phát hiện ra, một cước đá vào mông tên ăn xin đó, rồi ném cho hắn 100 đồng, quát cút được bao xa thì cút khẩn trương, không tao đánh vỡ mồm mày ra đấy. Tên ăn xin nhặt tiền lên rồi hốt hoảng chạy đi. Trương Dương bước tới cạnh Tần Bạch, nhận ra đó chính là điện thoại của Tần Thanh điều này chứng tỏ phân tích của thường hảo không có sai lầm gì cả tần thanh chính là bị người ta bắt cóc ở gần đây sau đó cô ấy bấm điện thoại gọi cho mình sau khi tên bắt cóc phát hiện ra liền ném điện thoại của cô ấy vào trong đống rác trương dương muốn cầm lấy cái điện thoại đó nhưng tần bạch cản lại đừng có chạm vào bên trên có lẽ còn có dấu vân tay của tên bắt cóc chúng ta lập tức đưa nó tới cơ quan công an xem xem có giá trị hay không hắn là cảnh sát nên ở phương diện này có hiểu biết nhiều hơn trương dương nhiều trên đường tới phòng giám định của Cục Công an, Trương Dương thông chi cho Thường Hạo chuyện chiếc máy điện thoại. Thường Hạo lại bảo hắn đừng tới cơ quan công an, kho dấu vân tay ở bộ công an còn lâu mới đầy đủ bằng chỗ hắn. Hơn nữa hắn không tin vào trình độ phân tích dấu vân tay của phòng giám định Cục Công an. Thường Hạo sống trong ký túc xá của nhà máy thiết bị điện tử, bên ngoài thì hắn là một kỹ sư bình thường của nhà máy, nhưng trên thực tế là là nhân viên công tác của Cục Quốc an. Chỗ ở của hắn cũng là nơi phụ trách công tác trung chuyển tình báo, vì nguyên tắc bảo mật. Trương Dương không cho Tần Bạch lên lầu theo, mà bảo hắn ta đợi ở trong xe. Lúc trước hai người chỉ giao lưu qua điện thoại, đã hay là lần đầu tiên thật sự gặp mặt nhau. Trương Dương không ngờ Thường Hạo cũng là một người trẻ tuổi, thân hình không cao, gầy gầy yếu yếu, đeo một đôi kính cận thị nặng. Hai người sau khi kiểm chứng qua thân phận của đối phương, Thường Hạo mời hắn vào phòng. Phòng làm việc của hắn là một căn phòng khá đơn giản, trong phòng chỗ nào cũng là thiết bị điện tử chất ngổn ngang, nhìn thì bên ngoài thì không có gì gây ngạc nhiên nhưng thiết bị ở bên trong lại có không ít thứ là đồ tiên tiến nhất của cục quốc an thường hạo nhận lấy điện thoại đặt trên bàn điều khiển cẩn thận tiến hành công tác phân chia dấu vân tay hắn hỏi trương dương đi với anh tới đây cùng anh là ai vậy tần bạch em trai làm cảnh sát của người bị bắt cóc thường hạo gật đầu nói đừng nói quá nhiều nội tình cho hắn ta biết đừng quên trong hệ thống chúng ta có nguyên tắc bảo mật ngón tay của hắn rất lanh lẹ và khéo léo không lâu sau đó đã hoàn thành công tác phân chia, chiếu những dấu vân tay được che màu lên tường. Tổng cộng có dấu vân tay của 5 người, trừ Trương Dương, Tần Bạch và tên ăn xin đó ra, còn lại chính là của Tần Thanh và tên bắt cóc. Kho dấu vân tay của Thường Hạo là từ hệ thống lớn cục quốc an và cục công an, cho nên càng hoàn thiện hơn, mỗi tháng đều sẽ có tư liệu dấu vân tay mới. Thường Hạo phóng to lên rồi nhìn sơ bộ, có chút kinh ngạc nói, bên trên còn có chút đốm nhỏ. Có thể tiến hành loại bỏ kiểm tra nhiễm sắc thể. Trương Dương mặt đỏ bừng nói, gì cơ, tôi thấy không cần đâu. Thường hạo nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Chuyện đề cử, cương chiều vợ nhỏ trời ban. Trương Dương thật thà thừa nhận, là của tôi đấy. Thường hạo không khỏi bật cười, hắc lắc lắc đầu, bắt đầu tiến hành kiểm tra so sánh dấu vân tay. Màn hình máy tính thay đổi tư liệu hình ảnh của dấu vân tay rất nhanh. Trương Dương ở bên cạnh nhìn thấy mà đau đầu chóng mặt, rụi rụi mắt. Sau hơn 10 phút, cuối cùng trong kho dữ liệu dấu vân tay cũng tìm thấy hình ảnh dấu vân tay ăn phù hợp. Trương Dương ghé sát vào màn hình máy tính, trên màn hình dần dần xuất hiện hình ảnh của một người, đây là một người trung niên, tóc húi cua mặt hình chữ quốc, giữa lông mày tràn ngập vẻ dũng mãnh. Trên tư liệu giới thiệu là đội trưởng đại đội hình cảnh phân cục công an khi Nam An thành phố Giang Thành, Trần Trường Nghĩa vì nhận hối lộ, tham ô, 3 năm trước bị bắt, phán tù 10 năm, 2 tháng trước đã vượt ngục, hiện giờ không rõ nơi trốn thường hạo nói khẽ, bắt cóc Tần Thanh chắc là hắn rồi. Hắn in ảnh của Trần Tường Nghĩa ra, đưa máy di động cho Trương Dương. Tần Bạch nhìn thấy mặt Trần Tường Nghĩa trên giấy in cũng giật nảy mình, Trần Tường Nghĩa ư. Người này ở Giang Thành rất có tiếng, năm đó khi Trần Tường ngã xảy chuyện, cả hệ thống công an Giang Thành đã mở một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong, nghiêm khắc tự điều tra hạn chế. Trần Tường Nghĩa trước khi xảy ra chuyện luôn là một cảnh viên tinh minh trong giới cảnh sát thành phố Giang Thành, tự tay phá vỡ không ít vụ án kiện nghiêm trọng, cho nên sau khi vấn đề của hắn bị vạch trần, khiến nhiều người đều cảm thấy chấn kinh. Tần Bạch nói khẽ, anh xác định chứ? Trương Dương gật đầu nói, hoàn toàn có thể xác định. Hắn dặn dò, Tần Bạch, những gì cậu nghe thấy ngày hôm nay đừng có nói cho người thứ ba biết được không? Không thành vấn đề, Tần Bạch bắt đầu ý thức được Trương Dương tuyệt không đơn giản như bề ngoài của hắn. Con người này không phải là một kẻ nông cạn, vẻ bất cần đời của hắn chỉ là một loại ngụy trang. Trương Dương tìm tới Điền Khánh Long, hắn muốn từ trong bộ công an tìm tư liệu của Trần Tường Nghĩa, xem xem giữa Trần Tường Nghĩa và Tần Thanh rốt cuộc là có mâu thuẫn gì. Điền Khánh Long không biết Trương Dương vì sao lại chắc chắn Trần Tường Nghĩa là đối tượng hiềm nghi, thằng nhóc này chuyên làm ra những chuyện bất ngờ, nhưng hắn cũng tự mình kiến thức qua năng lực của Trương Dương, liền nói Trần Tường Nghĩa là một người có năng lực, không nhắc tới chuyện xấu mà hắn làm, năng lực phá án của hắn ở trong cuộc cảnh sát Giang Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dã tâm của hắn quá lớn, lòng tham quá mạnh, cho nên có quan hệ mật thiết với những nhân vật muôn hình vạn trạng trong xã hội. Làm ô dù cho không ít phần tử xã hội đen, từ trong đó mưu cầu lợi ích cho bản thân, khi vụ án bị phát hiện, trong nhà hắn tìm ra 5 vạn tiền mặt. Vào đầu những năm này, đây là một con số kinh người. Trương Dương nói, tôi chỉ muốn biết hắn và Tần Thanh có mâu thuẫn gì hay không thôi. Điền Khánh Long nhíu mày, nói tôi không biết, trong ấn tượng của tôi hắn giống như là không có bất kỳ quan hệ gì với Tần Thanh, theo lý mà nói hắn không thể đối phó với Tần Thanh. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Trần Tường Nghĩa có một người bạn tốt. Ai? Lê Hạo Duy. Trương Dương nhíu mày, trong đôi mắt hổ bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, một đường nét đại khái đã được hình thành trong đầu hắn, chuyện Tần Thanh thất tung có 7-8 phần 10 liên quan tới Lê Hạo Duy nhưng Lê Hạo Duy hiện tại vẫn ở trong bệnh viện tâm thần, hắn bắt cóc Tần Thanh rốt cuộc để làm gì? Chương 130, phi thường đột nhiên 2 Điền Khánh Long nói, "Trương Dương, tôi không biết cậu từ đâu mà lấy ra được những tư liệu này, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, tất cả những gì mà cậu đang làm hiện tại đều xây dựng trên cơ sở phỏng đoán vô căn cứ, cục công an của chúng tôi phá án phải chú trọng chứng cứ." Cậu nếu như biết gì thì giao tất cả tư liệu mà cậu có trong tay cho chúng tôi, để cục công an của chúng tôi xử lý việc này ngàn vạn lần không được căn cứ theo cảm giác chủ quan mà hành động trương dương hạ thấp giọng nói điền cục trưởng tôi rất tôn kính ông nhưng tôi lại không tin vào hiệu suất làm việc của công an các ông tần thanh đối với tôi rất quan trọng tôi không cho phép cô ấy xảy ra chuyện gì nếu cô ấy xảy ra chuyện tôi sẽ bất chấp tất cả hậu quả mà báo thù bất kể là lê hạo duy hay là trần tường nghĩa hoặc là lê quốc chính tôi đều sẽ khiến chúng không được chết yên lành Điền Khánh Long có chút bất lực nhìn thằng nhóc đang kích động này, thật sự là không còn gì để nói. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên, cậu là một đảng viên, một cán bộ quốc gia, cậu làm như vậy, tôi cùng phải bắt cậu chịu tội trước pháp luật. Trương Dương gật đầu, nói, đối với tôi mà nói thì pháp luật vĩnh viễn không bằng được công nghĩa. Hắn quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc của Điền Khánh Long. Điền Khánh Long chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn, nhìn ngấm câu nói này một hồi lâu, hắn đột nhiên nhấc điện thoại nhanh chóng ấn số, lớn tiếng nói, lập tức phát lệnh truy nà Trần Tường Nghĩa trong phạm vi toàn thành phố. Tần Thanh hai tay bị trói ngược ra sau, mắt bị che vải đen, cô ta chỉ có thể dùng tai để phân biệt hoàn cảnh xung quanh, ở phía xa xa hình như có tiếng nước chảy tí tách, rõ ràng là rất trống trải, nơi đây vừa ấm thấp lại vừa lành lạnh. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô ta, Tần Thanh, tôi không muốn làm khó cô, giao ra quyền nhật ký của Lý Trấn Dương đi, tôi sẽ cho cô đi tần thanh dựa vào tường nói khẽ ai sai anh tới ai bảo anh bắt cóc tôi cái chết năm đó của trấn dương chẳng lẽ không phải là ngoài ý muốn đối phương cười lạnh nói cô không hiểu hắn đâu hắn rất tham lam muốn rất nhiều thứ hắn cho rằng dùng thứ mà mình nắm trong tay là có thể khống chế được tất cả thật là đáng cười hắn có chết cũng không hết tội tần thanh không hề sợ hãi cô ta lúc này đã hoàn toàn chấn tĩnh lại rồi cô ta biết dụng ý thật sự của hắn khi bắt cóc mình chính là muốn mình giao ra chứng cứ mà Lý Trấn Đương lưu lại. Cô ta nghĩ nếu muốn kéo dài thời gian thì phải triển khai tâm lý chiến với hắn. Tần Thanh nói, tôi không hiểu anh nói gì cả, anh rốt cuộc là ai? Tần Thanh đột nhiên nhớ tới chiếc đĩa mềm của mình, trong lòng thấp thỏm không thôi, người đàn ông đó bước tới lục lọi trên người cô ta. Tần Thanh tức giận nói, bỏ cái tay thối của anh ra khỏi người tôi nam tử vẫn từ trong túi của cô ta tìm ra thấy chiếc đĩa mềm đó, đĩa mềm vào đầu những năm 90 vẫn chưa được phổ cập, hắn hiển nhiên không hiểu thứ này đại biểu cho cái gì. Hắn bọc cái đĩa mềm lại, nói tôi cho cô 3 tiếng thời gian, khi tôi quay về, nếu cô không cho tôi một đáp án khiến tôi hài lòng, vậy thì cô chỉ có một con đường chết mà thôi. Tần Thanh nghe thấy tiếng khóa cửa sắt, cả người giống như là bị hư thoát, dựa vào tường rồi từ từ ngồi dậy, cô ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, trong cái đĩa mềm chứa chứng cớ mà Lý Trấn Dương để lại, nhưng đã bị đối phương lấy đi dỗi, cô ta thực sự là sơ suất quá. Thời gian cứ vậy trôi qua từng phút từng giây, Trương Dương biến thành càng lúc càng nôn nóng, sự an ngấp của Tần Thanh tác động mạnh tới nội tâm của hắn, hắn tuy đã xác định được kẻ hiềm nghi bắt cóc, nhưng giang thành lớn như vậy, hắn phải tìm từ đâu đây? Hắn chưa thể khẳng định chu viện này có sự tham gia của Lê Quốc Chính hay không, hắn quyết định bắt đầu từ Lê Hạo Huy đã biết rằng trần tường nghĩa và lê hảo huy là bạn bè tốt vậy bắt đầu từ lê hảo huy có lẽ sẽ tìm thấy chỗ đột phá tần bạch ở ngoài cửa cục công an vội vàng đi theo hắn tiến triển phía công an vẫn rất chậm tần bạch đối với hiệu suất của quan phương cũng cảm thấy vô kế khả thi nếu như so sánh thì đặt hy vọng lên người trương dương có lẽ sẽ lớn hơn trương dương anh định làm gì tới bệnh viện tâm thần tần bạch kinh ngạc nói anh muốn bắt lê hảo huy ư nhưng thế không phù hợp với quy định. Trương Dương nhìn hắn với ánh mắt bất mãn, vậy tính mạng của chỉ cậu quan trọng hơn hay là giữ quy định quan trọng hơn? Tần Bạch mấp máy miệng, đột nhiên kích động nói kệ mẹ quy định. Anh muốn làm thế nào tôi cũng tán thành. Điện thoại của Trương Dương đột nhiên đổ chuông, Lý Trường Vũ vào lúc nạp gọi điện thoại tới, mục đích của hắn chính là khuyên Trương Dương bình tĩnh một chút, đừng bởi vì xung động nhất thời mà làm hỏng đại sự. Lý Trường Vũ tận tình khu viên bảo, phía cục công an đã phê bình úp mở đối với việc cậu từ mình điều tra. Cách làm của cậu đã quấy nhiễu hành động của bọn họ. Trương Dương, cách làm chính xác nhất là phối hợp với bọn họ. Chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng tìm được Tần Thanh. Trương Dương nói to, tôi chỉ tin vào bản thân tôi. Không ai cản được tôi đâu. Lý Trường Vũ thở dài một tiếng, hạ thấp giọng nói tôi nghe nói Tần Thanh hôm nay tới căn phòng cưới của cô ta và Lý Trấn Dương, Chuyện cô ta hôm nay bị bắt cóc có phải có liên quan tới? Trương Dương trong lòng bỗng Dương nảy sinh nghi ngờ, nói các người rốt cuộc là đã giấu tôi cái gì? Lý Trường Vũ hơi do dự, một lát sau mới nói, Lý Trấn Dương có thể đã nắm được chứng cứ nhận tham ô hối lộ của Lê Quốc Chính. Một câu nói làm người trong mộng giật mình tỉnh lại, Trương Dương cắn môi, nói khẽ cảm ơn, hắn gác điện thoại, bỗng nhiên nhấn chân ga, lái xe về phía bệnh viện tâm thần. Lê Quốc Chính đang ngồi trong nhà, rèm cửa buông kính, bên trong cả căn phòng gần như là không có ánh sáng, hiện tại trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, đứa con trai Lê Hạo Huy của hắn vẫn đang ở trong bệnh viện, bà vợ Phùng Ái Liên thì vì tham ô mà phải vào ngục, trước mắt vẫn trong quá trình điều tra của cơ quan kiểm sát. Cô độc, một loại cảm giác cô độc khó có thể miêu tả được lấp đầy nội tâm hắn. Lê Quốc Chính chậm rãi đứng dậy, bước về phía thư phòng của mình. Di động đột nhiên đổ chuông, chiếc di động này không dùng tên thật của hắn để đăng ký người biết số không vượt quá ba người lê quốc chính cầm di động lên nghe trong đĩa mềm chính là ghi chép mà lý trấn dương lưu lại lê quốc chính thở phào một hơi hắn chậm rãi ngồi xuống ghế một lát sau mới nói chắc chắn chứ tôi đã xem qua rồi quả thật là ghi chép mỗi một khoản đều có căn phòng thì bị tôi sai người đốt rồi chiếc đĩa mềm này là chứng cứ duy nhất lê quốc chính nói nhỏ rất tốt Vậy anh giao chiếc đĩa mềm cho tôi, tôi sẽ gửi 200 vạn vào tài khoản của anh ở Hương Cảng. Tôi giúp ông báo thù, không phải vì tiền, ông đã giúp tôi nhiều rồi. Trương Dương và Tần Bạch tới trước phòng bệnh của Lê Hạo Huy. Lê Hạo Huy vừa uống thuốc xong, đang nằm ngủ trên giường. Trương Dương đẩy cửa xông vào. Lê Hạo Huy nhìn thấy Trương Dương, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy về phía cửa sổ, nhưng bị Trương Dương nắm lấy cổ áo vặn tay Lê Hảo Huy ra đằng sau, rút còng tay ra còng hắn lại. Tần Bạch nhìn hắn đầy kinh ngạc, thật sự không biết là hắn lấy đâu ra còng tay. Trương Dương giải thích, vừa rồi tới cục công an. Lê Hảo Huy bật cười điên cuồng, không ngừng dùng đầu đập xuống đất, giống như là bởi vì không chịu nổi kích thích, cho nên bệnh thần kinh lại tái phát. Trương Dương nắm lấy tóc hắn, cho hắn một bà tai, tức giận quát, con mẹ mày đừng có giả vờ nữa, thằng chó mày căn bản không hề bị bệnh hắn lập tức điểm huyệt câm của Lê Hạo Huy, tên này kêu đến đỏ mặt tía tai nhưng lại không hề phát ra được một tiếng nào. Tiểu hộ sĩ trực ban nghe thấy động tính liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh ở trước mặt không khỏi giật mình, tức giận nói các người làm gì vậy. Trương Dương kéo Lê Hạo Huy từ dưới đất dậy, vẻ mặt ngạo mạn nói chúng tôi là người của Cục Công an Giang Thành. Hiện tại hoài nghi Lê Hạo Huy có liên quan tới vụ án mưu sát, phải dẫn hắn về trợ giúp việc điều tra. Thẻ cảnh sát của các anh đâu? thủ tục nữa. Trương Dương mặc kệ cái thủ tục rắm cho đó, hắn cứ vậy kéo Lê Hạo Huy ra ngoài, tiểu hộ sĩ đó muốn cản đường hắn, bị hắn đẩy ra. Trương Dương trong đầu chỉ nghĩ tới sự an nguy của Tần Thanh, sớm đã không còn biết thương hoa tiếc ngọc gì nữa rồi. Tần Bạch đưa cho tiểu hộ sĩ đó nhìn thẻ cảnh sát của mình, nhưng không ngờ lại tiểu hộ sĩ đó lại giật lấy cảnh sát giao thông. Anh là cảnh sát giao thông. Trong mắt của cô ta thì cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự điều tra án kiện căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tần Bạch mặt đỏ bừng, giật lại thẻ cảnh sát từ trong tay hộ sĩ đó, đuổi theo Trương Dương đã đi xa. Ở đằng sau vang lên tiếng gào kinh thiên động địa của tiểu hộ sĩ đó, người đâu, không xong rồi, có hai cảnh sát giao thông cướp người đi rồi. Hay quá, cô ta cũng coi luôn Trương Dương là cảnh sát giao thông rồi. Trương Dương nhét lê Hạo Huy vào cốp xe lái xe phóng lên đập nước lớn của hồ nước nằm phía sau bệnh viện tâm thần, trên đập vắng vẻ không có ai, hắn mở cốp, lôi Lê Hảo hấp từ bên trong ra. Mắt Lê Hảo Huy đã tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn đã từng được kiến thức thủ đoạn của Trương Dương, biết rằng người này chuyện gì cũng có thể làm được. Trương Dương ngồi xuồng, vỗ vỗ mặt hắn, nói, ngoan, chốc nữa cho mày nói chu vện với cha mày. Trương Dương trực tiếp gọi điện thoại cho Lê Quốc Chính. Lê Quốc Chính vừa nhận được tin con trai bị người ta cướp đi, hắn thực sự không dám tin giữa ban ngày ban mặt lại có người to gan như vậy, không ngờ lại dám trắng trợn bắt cóc con trai của mình từ trong bệnh viện. Giọng nói của Trương Dương vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, hắn biết mình hiện tại đang đối diện với một lão hồ ly của chính đàn Giang Thành, người này cực kỳ có khả năng là tên đầu sỏ đã gây nên chuyện bắt cóc Tần Thanh. Trương Dương muốn đánh một trận tâm lý chiến với hắn, hiện tại trong tay của Trương Dương cũng có Lê Hạo Huy hai người đều có vốn để áp chế đối phương. Trương Dương trầm giọng nói, chào thị trưởng Lê, con trai của ông đang ở trong tay tôi. Lê Quốc chính tim như thắt lại, nhưng giọng nói của hắn vẫn rất bình ổn, cậu là ai? Cậu muốn làm gì, chẳng lẽ cậu không biết bắt cóc người ta là phạm pháp sao? Vậy ông bắt cóc Tần Thanh có phạm pháp hay không? Ngậm máu phun người. Trương Dương cười ha ha, đột nhiên giơ chân giẫm lên bụng dưới của Lê Hạo Huy. Một cái giẫm này đã giải khai huyệt câm của Lê Hạo Huy, khiến Lê Hạo Huy gào lên một tiếng thê thảm. Lê Quốc Chính nghe thấy là giọng của con trai mình, hắn vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sa lông. Nói, mày không nghĩ tới mày, sẽ đối mặt với chế tài của pháp luật ư. Hắn đã đoán ra đối phương là ai, nhưng hắn lại không muốn vạch trần thân phận của Trương Dương. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói thị trưởng Lê, tôi không có tính kiên nhẫn đâu, hiện tại là 5 giờ chiều, tôi cho ông nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nửa tiếng sau chủ động gọi điện thoại cho tôi nhé, nếu không tôi xẻ chặt tay trái của con ông. Nói xong hắn liền gác điện thoại. Tần Bạch đứng nghe ở bên cạnh mà thấp thỏm bất an. Trương Dương đúng là dám chơi, hắn sao lại không cố kỵ tới thân phận mình là cán bộ quốc gia chứ? Tần Bạch lại nghĩ tới mình, hắn là một cảnh sát, hiện tại đang cùng với Trương Dương tiến hành hoạt động tội phạm, bọn họ hiện tại chính là tội phạm rồi. Tần Bạch có chút sợ hãi. Trương Dương tựa hồ như phát giác ra tâm trạng bất an của Tần Bạch, hắn vỗ vai Tần Bạch, nói chuyện này không có liên quan gì tới cậu cả, cậu là bị người khác kéo vào thôi. Tần Bạch lắc lắc đầu, người bị bắt đi là chị của hắn, sao có thể nói là hắn không có liên quan được. Điện thoại của Trương Dương lại đổ chuông, lần này người gọi tới là Điền Khánh Long. Điền Khánh Long nộ khí trùng trùng gầm lên, nói Trương Dương, cậu làm cái gì vậy? Ai cho cậu quyền dẫn Lê Hạo Huy từ trong bệnh viện đi? hả cậu đây là đang phạm tội cậu là kẻ bắt cóc trương dương bật cười nói điền cục trường ông nóng quá đấy tôi không bắt cóc hắn á ah, xin lỗi tôi đang đợi điện thoại nói xong hắn liền gác điện thoại con mẹ nó điền khánh long tức giận ném điện thoại lên bàn phó cục trường lưu đức chính nhỏ giọng hỏi ý điền cục trường làm sao bây giờ máy ghi hình ở bệnh viện tâm thần đã ghi lại chính là hắn và tần bạch hai người bắt lê hảo huy đi có gần phát lệnh bắt không Điền Khánh Long chừng mắt lườm hắn, nói cậu phải chăng là nhàn rỗi quá không có việc gì làm à. Chuyện cần kíp bây giờ là phải tìm thấy Tần Thanh, đưa Tần Thanh bình an trở về là quan trọng hơn tất cả, hiểu chưa? Lưu Đức Chính đột nhiên hiểu ra ý tứ của Điền Khánh Long. Điền Lão Đại phải chăng là muốn tương kế tự kế lợi dụng chuyện này để bức tên bắt cóc đứng đằng sau phải lộ mặt. Điền Khánh Long nói khẽ, bố trí theo dõi quanh nhà thị trưởng Lê, gặp nhân vật khả nghi nào thì lập tức hồi báo cho tôi. Hắn đứng đậy, đội mũ cảnh sát lên rồi nói, tôi còn phải tới thị ủy một chuyến, việc này cần phải báo cáo với cấp trên. Mấy vị thường ủy chính của thị ủy đều vẫn chưa về, bọn họ cũng đợi tin tức của Tần Thanh, từ sáng sớm tới hiện tại đã qua 10 tiếng rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức của Tần Thanh, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không tốt, lấn này Tần Thanh e rằng là lành ít giữ nhiều rồi. Báo cáo về những tiến triển mới nhất của vụ án mà Điền Khánh Long mang tới khiến mọi người đều rơi vào trầm tư. Trong phòng hội nghị, bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ nhíu mày, nói Trương Dương thật sự là điên rồi, hắn đang làm gì vậy? Hắn chẳng lẽ không biết mình là một cán bộ của quốc gia chứ không phải là một thổ phỉ, cường đạo ư? Đại thị trường tả viên triệu nói khẽ, hành vi nạp của hắn đã cấu thành phạm tội rồi đấy. Chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tả viên triệu thở dài một tiếng, nói hắn tự dưng bắt con trai của thị trường Lê làm cái gì? Chẳng lẽ hoài nghi vụ án Tần Thanh bị bắt cóc là người của thị trường Lê làm ư? Phó thị trường thường vụ Lý Trường Vũ giết một hơi thuốc, nói Lê Hạo Huy rốt cuộc vì sao mà rời khỏi bệnh viện tâm thần thì vẫn rất khó nói. Cục trường Điền hiện tại có đủ chứng cứ để chứng minh là Trương Dương làm không? Á à, mắt của tất cả mọi người đều động thời nhìn vào Lý Trường Vũ, vừa rồi Điền Khánh Long nói có thể là Trương Dương và Tần Bạch đã mang Lê Hạo Huy đi, chứ không hề nhắc tới việc bắt cóc cũng không khẳng định chính là hai người bọn họ làm. Lý Trường Vũ mẫn duyệt nắm được rằng Điền Khánh Long được lưu lại dư địa đủ để xoay sở trong chuyện này, có điều sự thiên vị và che chở của Lý Trường Vũ đối với Trương Dương thực sự là quá rõ ràng. Điền Khánh Long cười nói, vụ án vẫn chưa rõ ràng, bất kỳ khả năng nào cũng có thể tồn tại. Lý Trường Vũ nói, việc cần thiết bây giờ là mau mau tìm thấy Tần Thanh, còn Lê Hạo Huy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì có lẽ thị trưởng Lê chắc là biết rồi. Hắn dừng lại một chút rồi nói, là phía thị trưởng Lê báo án hay là phía bệnh viện báo án? Phía bệnh viện, thị trưởng Lê chỉ có một người con trai, chắc là sẽ lo lắng lắm đấy. Hồng Vĩ Cơ đã phát hiện Lý Trường Vũ đang có ý dẫn dắt tiêu điểm của mâu thuẫn lên người Lê Quốc Chính, có điều Hồng Vĩ Cơ cũng cảm thấy sự biến mất của Tần Thanh thực sự là quá kỳ quặc, căn cứ vào tình huống đã nắm được vào lúc này, Tần Thanh chắc là biết được gì đó, cho nên kẻ bắt cóc muốn lấy gì đó ở trên người cô ta? và muốn ngăn cản sự phát sinh của một chuyện gì đó. Hiện giờ quá trình điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh đối với Lê Quốc Chính đang vào lúc mấu chốt nhất. Lý Trấn Dương đã chết nhiều năm đã trở thành tiêu điểm của vấn đề, mà Tần Thanh thì vừa hay là lại vợ chưa cưới của Lý Trấn Dương, cô ta đột nhiên bị bắt cóc, khiến mọi người rất tự nhiên liên hệ hai chu viện này lại với nhau. Giả như chu viện này thực sự là do Lê Quốc Chính làm, vậy thì tính chất ác liệt và ảnh hưởng xấu của nó thực sự là hiếm thấy trong nước. Hồng Vĩ cơ âm thầm suy tính ở trong lòng, bỏ qua tính chất của việc Lê Hạo Huy bị bắt cóc, đối với Lê Quốc Chính mà nói. Lê Hạo Huy rõ ràng là một người rất quan trọng đối với hắn, mà cách làm của Trương Dương thì vừa hay là có công hiệu trực tiếp nhất. Thân là người lãnh đạo tối cao của Giang Thành, Hồng Vĩ cơ không những phải nắm rõ quy tắc trên quan trường, hơn nữa còn phải hiểu biến báo, hắn ý thức được rằng cách làm của Trương Dương tuy là không hợp với pháp lý, nhưng lại vẫn có thể coi là phương pháp tốt nhất ép cho nhảy tường. Tần Thanh đã mất tích 10 tiếng rồi, có lẽ không thể không áp dụng loại thủ đoạn phi thường này. Thư ký Lý Thành của Hồng Vĩ cơ bước tới, đưa điện thoại cho hắn, nói khẽ điện thoại của tỉnh trưởng hứa. Hồng Vĩ cơ gật đầu, cầm điện thoại lên, bước tới hành lang ở bên ngoài phòng hội nghị. Ngữ khí của hứa thường đức vô cùng nghiêm khắc, ông ta lớn tiếng chất vấn, đồng chí Vĩ cơ, các anh đang làm cái gì vậy? Một cán bộ cấp huyện không ngờ lại bị người ta bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, một bệnh nhân không ngờ lại bị một cán bộ quốc gia từ trong bệnh viện bắt đi, chị An của Giang Thành từ lúc nào lại trở nên hỗn loạn như vậy hả? Hồng Vĩ Cơ xoay người lại lướt nhìn những người ở trong phòng hội nghị một cái, hắn đã nghiêm ngặt ra lệnh phong tỏa tin tức, không ngờ chuyện này vẫn được truyền tới tỉnh Lý nhanh như vậy, đã được truyền tới tai của tỉnh trường hứa thường Đức rồi Hồng Vĩ Cơ dám cam đoan rằng, trong thường ủy khẳng định có người thông báo tin tức cho hứa thường Đức, nếu không chuyện Trương Dương bắt Lê Hảo Huy đi không thể chu vền ra trong thời gian ngắn như vậy được. Hồng Vĩ Cơ nói khẽ tỉnh trường hứa à, ngài cứ yên tâm, chu viện này chúng tôi nhất định sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Hứa thường Đức lạnh lùng nói, bất kể người phạm tội là ai, có thân phận gì, chỉ cần hắn xúc phạm tới pháp luật của quốc gia, đều phải bắt hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hồng Vĩ Cơ hiểu rằng câu này của hứa thường Đức là một lời nhưng hai nghĩa, ông ta đang ngầm nhắc nhở mình, phải trừng phạt chuyện của Trương Dương thật nghiêm khắc. Sau khi Hồng Vĩ Cơ gác điện thoại, Lý Trường Vũ chủ động bước ra ngoài, đi tới cạnh Hồng Vĩ Cơ, hạ thấp giọng nói, thượng cấp gây áp lực cho anh à. Hồng Vĩ Cơ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh hoàng hòn minh mông ở nơi xa, nói, Trường Vũ, đừng nói với tôi là anh không biết gì về chuyện của Trương Dương. Lý Trường Vũ cười nói, tôi thật sự không biết, những việc mà hắn làm không liên quan gì tới tôi cả. Nếu thật sự là hắn phạm pháp, tôi cũng không bảo vệ hắn đâu, tôi không có bản sự đó, nhưng của bí thư thì chắc là có. Hồng Vĩ cơ cao mày, vị đồng học cũ này từ sau khi trải qua lần phong ba trước biến thành càng lúc càng thân tàng bất lộ rồi, câu nói này rõ ràng là đang che chở cho Trương Dương. Hơn nữa lại đang nhắc nhở mình hậu đài của Trương Dương là cố doãn chi, hiện tại mình phải đối diện với vấn đề đứng thành hàng. Giả như án chiếu theo ý tứ của hứa thường đức mà chị Trương Dương tới cùng, có thể sẽ vô hình chung chọc giận cố doãn chi, khiến cho quan hệ vốn đã biến thành vi diệu của bọn họ càng như đã rét vì tuyết lại càng giá vì xương. Hồng Vĩ cơ nhận lấy một điếu thuốc từ Lý Trường Vũ, sau khi châm liền rít một hơi, thở ra một luồng khói đặc, nói: "Đồng chí Khánh Long hình như vẫn chưa thể xác định được chắc chắn." Lý Trường Vũ nói khẽ: "Vào lúc phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường, có một số chuyện mà quy định không cho phép, có một số chuyện chúng ta không tiện đi làm, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi mà chúng ta có thể khống chế, chúng ta không phải là nên đưa ra một số lựa chọn tích cực nào đó ư?" Hồng Vĩ cơ ý vị thâm trường cười nói, trường vũ, tôi không hiểu gì cả. Đối với những chuyện mà tôi không hiểu, tôi luôn thích giữ im lặng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 130